Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 3511, hắn là học trò của ta một. Thương thế của thần dung hoàng rất nặng, không chỉ căn cơ bị hủy, linh hồn cũng đã bắt đầu tán loạn, vốn không có ý định tiếp tục sống sót, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thiếu gia lại ban tặng hắn cơ hội quý giá để đối phương cứu người. Nếu như nói trước đó, thừa nhận đối phương là thiếu gia, là bởi vì thần linh, mà bây giờ là thật tâm thần phục. Vị thiếu gia này Mặc dù làm việc có đôi khi không quá tin cậy, cũng không coi trọng quy tắc, nhưng làm người có điểm mấu chốt của mình, dù là khó khăn đi nữa, cũng sẽ không từ bỏ kiên trì. Chỉ sợ đây mới là nhân cách mị lực chân chính của hắn, để vô số đệ tử, vô số thú sủng cam tâm tình nguyện theo sau lưng, đến chết cũng không hối hận. "Lão sư." Lưu Dương siết chặt nắm đấm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại là hắn, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội thần linh ban cho, cầm đến cứu người cho nên lão sư là lão sư, mới có thể để cho người phục sát đất. Có chủ nhân như vậy, là chuyện may mắn của ta. Khóc mắt của hỏa tư cổ thánh cũng đỏ lên. Làm thánh thú, sợ nhất là chọn sai người, chủ nhân vì tính mạng bản thân, không quan tâm thú sủng. Cùng nhau đi tới, vị chủ nhân này không những không có làm như vậy, ngược lại khắp nơi thay nó suy nghĩ, nhận người như vậy làm chủ, dù thật chết rồi, cũng cam tâm tình nguyện. Ý tưởng giống nhau xuất hiện ở trong óc Mạc Linh Cổ Thánh, mọi người nhìn một màn trước mắt đều có suy nghĩ thần thái phức tạp. "Thiếu ra, ta đã không cứu nổi, khỏi cần vì ta lãng phí cơ hội." Thân thể thần dung hoàng run rẩy, giấy rựa lắc đầu. "Thần linh bằng lòng ra tay, đối với tu luyện giả mà nói, nắm giữ dạng tác dụng cùng hiệu quả như thế nào hắn quá rõ ràng, hắn thân thể hấp hối, không đáng lãng phí cơ hội." "Có phải lãng phí hay không, thiếu gia ta tự có quyết định." ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trên không trung, Trương Huyền nói. Thế nào, thần linh đã dặn dò ngươi, phải xuất thủ giúp ta, ta đã nói yêu cầu, ngươi sẽ không phải không làm được chứ. Hắn Audio điện tử võ tấn bền Bóng người cúi đầu nhìn thần Dung Hoàng, nhíu mày. Ngươi xác định là yêu cầu này. Xác định. Trương Huyền gật đầu. Tốt. Bóng người dừng lại một chút, tính mạng hắn bị hao tổn nghiêm trọng, trong thế giới lực lượng thiếu thốn này, muốn sống sót gần như không có khả năng, trừ khi mang về thượng giới. Bất quá, không gian bích lũy chắc chắn, ta muốn dẫn người tới, cũng sẽ bị quy tắc phản phệ. Như vậy đi, ta có thể mang linh hồn của hắn đi, nghĩ biện pháp cứu chữa, còn thân thể liền không có biện pháp gì. Linh hồn cũng được, trương huyền thở phào nhẹ nhõm. Thân là vu hồn sư, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần hồn phách vẫn còn, chẳng khác nào sinh mệnh vẫn còn, nhiều nhất tiêu tốn chút công phu luyện chế thân thể là được. Tốt, bóng người không nói thêm lời, tay ngọc nhẹ nhàng vồ một cái. Thần Dung Hoàng ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, đầu lâu nghiêng một cái, cắt đứt hô hấp, sau đó linh hồn xuất hiện ở trong lòng bàn tay đối phương, bị một cỗ lực lượng đặc thù phong ấn. Âm âm, làm xong những sự tình này, bóng người mới chậm rãi bay đi, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, tựa như lúc nào cũng sẽ lần nữa phá vỡ không gian bích lũy, biến mất khỏi thế giới này. Đột nhiên nàng ngừng lại, đầu hơi nghiêng. Ta rốt cuộc minh bạch, vì sao thần linh lại ưa thích ngươi không rời? Bất quá, muốn tìm nàng, ngàn khó vạn khó, hy vọng ngươi có thể kiên trì. Nói xong càng lúc càng mờ nhạt, bành một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, cũng không thấy tung tích nữa. Ta hiểu rồi. Nhìn bóng người trước mắt mất đi, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Hô! Oh, Quang mang tán đi, tế tự kết thúc. Trương Huyền đứng tại chỗ, thất vọng mất mát. Mặc dù lần này vẫn không được tin tức chính xác của Lạc Nhược Hy, nhưng đã rõ ràng, muốn chân chính cùng một chỗ, quả thực khó khăn tầng tầng, mà chủ yếu là trước tới phá toái hư không. Trường 3512, hắn là học trò của ta, hai. Chỉ có đạt tới loại cảnh giới này, mới có cơ hội đi vào thế giới cao hơn, đi vào thượng giới, đi tìm người yêu trong lòng. Chủ nhân, hội trưởng hỏa tư cổ thánh cùng mạc linh cổ thánh đi tới trước mặt trương huyền quay đầu ba đại hoàng giả của dị linh tộc tất cả đều vẫn lạc hiện tại toàn bộ hoàng thất như rắn mất đầu mặc dù dương lưu được xác nhận làm dung hoàng nhưng tu vi cùng kinh nghiệm không đủ ta xem không bằng mạc linh cổ thánh mắt sáng lên trong mắt sát khí đằng đằng vu hồn nhất mạch nằm gai nếm mật tiềm phục ở trong dị linh tộc nguyện vọng lớn nhất là hủy diệt đối phương hiện tại thời cơ cuối cùng đã tới, bằng vào thực lực cùng danh vọng của hội trưởng, ra lệnh một tiếng, cướp lấy chính quyền dễ như trở bàn tay. Không có trả lời hai người, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Lưu Dương Lưu Dương đi tới trước mặt, đầu gối mềm nhũn quỳ mọp xuống đất. Đồ Nhi Lưu Dương gặp qua ân sư. Đồ Nhi, ân sư. Liếc mắt nhìn nhau, hai cổ thánh đều ngẩn ngơ. Lúc nào thiếu ra, hội trưởng thu thần dung hoàng tân nhiệm làm đệ tử. Tại hạ là đệ tử thân truyền của ân sư, hơn một năm trước liền bái sư. Lưu Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, công pháp trong cơ thể khôi phục bình thường, sát lục chi khí trên người biến mất, thân thể cũng dần dần hạ thấp, rất nhanh biến thành bộ dáng lúc đầu. Ngươi, ngươi là nhân tộc. Mạc Linh cổ thánh trợn mắt lên. Đúng, Lưu Dương gật đầu. Ở đây không có người ngoài, khỏi cần tiếp tục giấu giếm. Mạc Linh cùng hỏa tư cổ thánh bối rối. Thần Dung Hoàng đủ loại đề phòng, tốn tâm huyết tìm được truyền nhân, lại là học sinh của hội trưởng, chủ nhân, cái này chẳng phải tương đương khỏi cần cướp đoạt, Dị Linh nhất mạch cũng đã rơi vào trong tay. "Phải, Lưu Dương là thân truyền của ta, vừa mới được xác định Dung Hoàng, khẳng định có không ít thanh âm phản kháng, các người giúp một tay, trong một tháng bình định phản loạn, nhất thống Dị Linh tộc, thiết lập hắn làm Dị Linh Hoàng duy nhất." Trương Huyền không nói thêm lời, dặn dò. "Mặc dù Linh Hoàng, tình hoàng chết rồi, nhưng bọn hắn còn có không ít thuộc hạ, các nơi còn có không ít vương giả, cũng cần tiến hành thống nhất. Lưu Dương vừa mới tiếp nhận truyền thừa, cơ sở nông cạn, tự nhiên còn cần hai vị này nâng đỡ. Có hai người bọn họ, dị linh nhất mạch không người có thể phản kháng, Lưu Dương trở thành dị linh hoàng chân chính khống chế thiên hạ, chỉ là vấn đề thời gian. Chủ nhân, hội trưởng yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ bình định. Mạc Linh cổ thánh cùng hỏa tư cổ thánh đồng thời gật đầu. Đi đi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, sau khi các người bình định náo động, chân chính khống chế dị linh tộc, tới nơi này tìm ta là được. Trương Huyền xua tay, mọi người đồng thời gật đầu. Thế lực ba đại hoàng giả tụ tập cùng một chỗ, khẳng định khó khăn tầng tầng, có điều bằng vào uy thế chém gỡ yêu ta ết thần linh, cùng thần dung hoàng trước khi chết ủy thác, lưu dương thành công cũng không khó. Nhìn bọn họ rời đi, Trương Huyền yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ không biết qua bao lâu, thân thể nhoáng một cái, đi vào không gian gấp. Hiện tại có thời gian nhàn rỗi, vừa vặn nhìn xem có thể luyện chế thi thể thần linh thành vô hồn kim nhân hay không. Thuận tiện cho ngoan nhân xương đùi cùng chân xương luyện hóa, hơn nữa nghĩ biện pháp để hắn lột xác ra cơ bắp, bản thân cũng tiện học tập quan sát, tranh thủ sớm ngày đạt tới loại cảnh giới này, từ đó phá toái hư không. chương 3513, một tháng sau một. Tinh thần ở trong thi thể to lớn bơi một lần, Tâm cảnh của Trương Huyền càng ngày càng vững, linh hồn cũng càng ngày càng phù hợp. Đây đã là ngày thứ 20 luyện hóa thi thể cường giả phá toái hư không này. Thời điểm vừa mới lấy ra, đừng nói luyện hóa, linh hồn ngay cả tới gần cũng khó khăn, mà bây giờ, vu hồn đã có thể dạo chơi ở trong đó, tùy thời có thể triệt để khống chế. Phá toái hư không quả nhiên mạnh mẽ, thân thể từ trên bản chất hoàn toàn khác biệt. Thời gian dài quan sát, Trương Huyền đã triệt để rõ ràng loại cường giả cấp bậc này, không chỉ tinh thần cùng chân khí mạnh mẽ, thân thể cũng mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể ở trong không gian nghiền nát du động mà không bị đến xâm hại mảy may. Dựa theo đạo lý bình thường, hắn tu luyện thiên đạo kim thân, thân thể đã cứng rắn tựa như cổ thánh chí bảo, nhưng cùng đối phương tỉ thí vẫn kém một đoạn dài. Lúc trước Long cốt thần thương đâm không phá chân khí phòng ngự liền rất khiếp sợ, hiện tại mới hiểu được, cho dù phá vỡ phòng ngự, cũng đâm không thủng thân thể, chớ nói chi là làm bị thương. May mắn thiên đạo chi thư không có bị sử dụng, thời khắc mấu chốt mới có tác dụng xoay cục diện, nếu không đối mặt cường giả phá toái hư không thi triển ra toàn lực, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đặc biệt là kinh mạch trong cơ thể, vậy mà có chút giống ta. Trải qua quan sát, hắn cũng phát hiện kinh mạch đối phương bố cục càng thêm hợp lý, cùng hắn sửa đổi thân thể giống nhau y hệt. Như vậy tốc độ vận chuyển chân khí nhanh không ít mới có thể tùy tiện làm được lực lượng quán thông, thi triển ra sức chiến đấu cường đại hơn. Cửa ải cuối cùng, luyện hóa. Triệt để tiêu hóa những suy nghĩ trong đầu này, lại qua 7-8 ngày, biết thời cơ đã thành, lại không do dự. Âm âm, vu hồn triệt để đi vào thân thể đối phương, bên trong sót lại phòng ngự từng cái loại bỏ. Phần phật, thi thể đồ sộ đứng lên, từ từ mở mắt, nắm ngón tay mở ra, trương huyền khống chế hoạt động một chút, lập tức cảm thấy sức mạnh trong cơ thể vô cùng vô tận, muốn dâng trào ra. Tích huyết trùng sinh đỉnh phong, đoán chừng cũng có thể một quyền đấm chết. Con mắt Trương Huyền sáng lên, khó mà kìm lại vui sướng trong lòng. Hiện tại hắn vẫn như cũ không có xung kích cổ thánh, mà tu vi tiếp tục áp chế ở bất hủ cảnh đại viên mãn. Dựa vào loại thực lực này, khống chế thi thể, một quyền đấm chết tích huyết trùng sinh đỉnh phong, truyền đi cũng không có người dám tin tưởng. Đây là át chủ bài lớn nhất của ta. Triệt để khống chế thi thể, cảm giác vận chuyển như một, lúc này Trương Huyền mới lưu luyến không rời từ trong cơ thể đối phương bay ra, trở lại thân thể bản thân. Từ giờ trở đi, thi thể này sẽ là át chủ bài lớn nhất của hắn, tung hoành thiên hạ không sợ hãi. Chủ nhân, ta đã luyện hóa xương đùi cùng chân xương, lực lượng bây giờ cách khôi phục phá toái hư không cảnh chỉ kém một tia, tùy thời có thể vượt qua. Trương Huyền đi tới trước mặt ngoan nhân đi vào không gian gấp, liền cho đối phương xương đùi cùng chân xương, trải qua tiếp cận một tháng rèn luyện, đã triệt để luyện hóa, thực lực bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Nơi này có 10 bình huyết dịch cấp bậc tích huyết trùng sinh, phối hợp luyện hóa cái này, hẳn là có thể để cho ngươi khôi phục thân thể, từ đó xung kích phá toái hư không thành công. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một đống bình ngọc đưa tới. Lúc trước cùng dị linh tộc chiến đấu, siêu tập không ít cổ thánh huyết, đầy đủ ngoan nhân khôi phục, đa tạ chủ nhân, nhận lấy huyết dịch, ngoan nhân mang theo cảm kích. chương 3514, một tháng sau 2. Lúc trước hắn muốn luyện hóa áo tơi, đáng tiếc thân thể không hoàn chỉnh, lại thêm lực lượng không đủ, một mực mắc cạn, hiện tại rốt cục có thể nghĩ biện pháp, triệt để khôi phục. Giao phó xong đối phương, Trương Huyền lại không đi quản, khôi phục thế nào, làm sao mới có thể thi triển ra sức chiến đấu mạnh nhất, còn cần chính hắn trải nghiệm, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Khoanh chân ngồi dưới đất, tiếp tục cảm ngộ những ngày này thu hoạch, khí tức bản thân càng ngày càng nội liếm, trở nên chất phác tự nhiên, lại không phong mang như lúc trước. Giờ phút này cho dù là cường giả tích huyết trùng sinh, cũng rất khó coi ra thực lực chân chính. Thân thể, chân khí, vu hồn, lại thêm phân thân, ta tương đương với vượt qua bốn lần cổ thánh kiếp. Lại muốn xung kích, chỉ có thể nghĩ biện pháp ở trên pháp tắc, có cảm ngộ, lĩnh ngộ ra võ kỹ công pháp vượt qua thiên đạo thời khắc này trương huyền trải qua cổ thánh kiếp rèn luyện thân thể chân khí vu hồn đều đã có thể so với cổ thánh nguyên nhân chính là như vậy mới có thể nắm giữ sức chiến đấu của cường giả tích huyết trùng sinh bất quá chỉ những cái này còn chưa đủ hắn một mực không có tấn thăng là muốn đợi lĩnh ngộ pháp tác vượt qua thiên đạo chỉ có như vậy mới hoàn mỹ nhất mới có thể vượt qua thành tựu của khổng sư năm đó đạt tới đỉnh phong nhất của nhân tộc phá toái hư không muốn sáng chế loại công pháp võ kỹ cấp bậc này, sao mà khó khăn. Trương Huyền lắc đầu, cau mày. Vượt qua thiên đạo chỉ có tìm ra con đường thuộc về mình mới có thể thành công, dù hắn thiên phú vô song, bất kỳ công pháp gì vừa học liền biết, một hồi liền tinh, nhưng bỗng dưng sáng chế thứ thuộc về mình, trong thời gian ngắn khó mà làm được. Liên tục suy tư mấy ngày, không có bất kỳ đầu mối gì, lúc này mới rời đi không gian gấp, lần nữa trở lại đỉnh núi Thiên Diệp Sơn coi như cũng tầm một tháng, không biết bên Lưu Dương thế nào rồi. Khổ tu hơn một tháng, cảm giác thân thể tựa hồ có chút gì xét, Trương Huyền đang muốn đi xem đệ tử của mình, liền thấy sóng khí cuồn cuộn, hai bóng người bay tới. Chính là Mạc Linh Cổ Thánh cùng Hỏa Tư Cổ Thánh. Một tháng không gặp, tu vi của một người một thú càng thêm cao thâm, hơn nữa khí thức sát phạt trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn tung tóe ra, vừa nhìn liền biết, trong khoảng thời gian này sinh mệnh chết trên tay bọn họ không biết bao nhiêu. Bái kiến chủ nhân, hội trưởng. Một người một thú đồng thời quỳ gối. Thế nào rồi? Trương Huyền chẳng muốn nói nhảm, hỏi, "Tiểu chủ nhân đã thành công bình định toàn bộ linh tộc náo động, hôm nay là ngày đại điển kế vị, hắn muốn ở trước mặt mọi người kế thừa dung hoàng vị." Hỏa Tư Cổ Thánh nói. "Lúc này các phương chư hầu đều đi tới vương thành, hội trưởng có muốn đi qua một chuyến hay không?" Mạc Linh Cổ Thánh cũng nhìn qua, trong mắt mang theo trông đợi kế vị đại điển, rất tốt. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Quả nhiên là trưởng thành, người học sinh này, so với trong tưởng tượng trầm ổn hơn không ít, tuy hắn tiếp nhận thần dung hoàng ủy thác, càng tiếp nhận đối phương quán đỉnh. Nhưng bởi vì trẻ tuổi tu vi không đủ, nhất định có vô số cường giả nội tâm không phục. Tùy tiện tiến hành đại điển kế vị, chẳng những không thể phục chúng, làm không cẩn thận sẽ còn gây ra chuyện cười. Hiện tại bình định bốn phía, không người dám tiếp tục làm loạn, mang theo đại thế kế thừa đại thống trở thành hoàng giả duy nhất của dị linh tộc lực uy hiếp gia tăng thật lớn nhất định không người dám nói thêm cái gì lưu dương khống chế dị linh tộc trở thành dị linh hoàng tự nhiên phải đi qua nhìn đi thôi trương huyền mỉm cười gật đầu lưu dương một mực tự ti cho rằng không bằng những sư huynh đệ khác hiện tại một mình khống chế một tộc thành tựu lớn làm lão sư của hắn cũng cảm thấy vinh hạnh tự nhiên muốn đi nhìn xem chương 3515, thích khách một Chư hầu, các đại vương tộc khắp nơi, ngày hôm nay tất cả đều tề tụ ở dị linh vương thành, chỉ có một mục đích, ăn mừng dung hoàng đời mới kế vị, khắp nơi đều là cảnh tượng náo nhiệt. Trên đường phố rộng rãi, thỉnh thoảng đi qua một vị siêu cấp cường giả khí thức tĩnh mịch, thánh vực cửu trọng đứng ở phía trước cũng kìm lòng không được run lẩy bẩy hiển nhiên đối phương đã đạt đến đại thánh. Đổi lại bình thường, loại thực lực này ngang dọc thiên địa, hầu như không ai cản nổi, mà giờ khắc này ở đây cũng không dám láo sược, dung hoàng tân nhiệm bình định tứ hải thống nhất linh tộc, vô số cường giả thần phục, vạn tộc triều bái, ai cũng không biết trong khách sạn hoặc là cửa hàng nào liền có khả năng ngồi một vị cổ thánh người người kính sợ. muốn nói tới vị dung hoàng tân nhiệm này thật đúng là một vị thần nhân, dung hoàng đời trước bị linh hoàng, tinh hoàng thông đồng nhân tộc gây thương thích, hắn đột nhiên xuất hiện, không chỉ đánh bại âm mưu của đối phương, ngay cả tiên sứ tử thượng giới tới cũng đánh gỡ iota ít đặt vững căn cơ vô địch trên đường phố một người kể chuyện tay cầm quạt xếp nói sinh động như thật lời này không đúng a à. một tháng trước vương thành đại chiến ta nhìn rõ ràng lúc ấy dung hoàng chẳng qua đại thánh căn bản không thể nào nhúng tay là một cổ thánh không biết tên ra tay mới chém gỡ yêu ta tiên sứ một người qua đường nghi ngờ nói đại chiến mới qua một tháng mà thôi không ít người tận mắt nhìn thấy cùng người kể chuyện nói hoàn toàn khác biệt cái trước một mực tuyên dương công tích của Dung Hoàng mới, mà trên thực tế, người nhìn thấy trận chiến đấu kia, tất cả đều rõ ràng, công thần lớn nhất không phải hắn, mà là một cổ thánh trước kia chưa hề xuất hiện qua. Vị cổ thánh không biết tên kia, người biết là ai không? Thấy hắn nghi ngờ, người kể chuyện cười nhìn lại. Ta, không biết. Người qua đường lắc đầu, những người khác cũng từng cái mê man. Người kia chưa nói qua tên của mình, từ sau ngày đó, càng không xuất hiện qua, chẳng lẽ người biết là ai? Một người hỏi, mọi người đồng loạt nhìn tới. Toàn bộ vương thành đều tràn đầy nghi ngờ với vị cao thủ thần bí kia, đều muốn biết là từ đâu đột nhiên xuất hiện. Ta đương nhiên biết, nhìn thấy khẩu vị của mọi người bị treo lên, người kể chuyện cười cười, vuốt dâu, ngón tay không ngừng gõ chiêng đồng. Mau nói đi, một thân ảnh mập mạp đầu mang mũ rộng vành, cổ tay rung lên, mấy đại dung tệ rơi vào trong đó, đập ra thanh âm len keng. Nhìn thấy có tiền, ánh mắt người kể chuyện sáng lên, vội vàng thu đại dung tệ vào ống tay áo, lúc này mới lần nữa lắc lư quạt xếp, nhẹ nhàng cười một tiếng, hạ giọng nói. Nghe nói, vị cổ thánh thần bí này là ân sư thân truyền của dung hoàng bệ hạ, một vị ẩn sĩ cao nhân, dung hoàng bệ hạ chính là được hắn chỉ điểm tu luyện mới có thành tựu như thế, đột nhiên xuất hiện, một lần bình định thiên hạ. Không chỉ như vậy, Nghe nói vị này còn thuần phục hỏa tư cổ thánh, để hắn trở thành thú sủng, càng làm cho Mạc Linh cổ thánh thần phục, mới để cho Bệ hạ đạt được hai người ủng hộ. Lão sư của Dung Hoàng Bệ hạ. Cái này khoác lác a. À. Dung Hoàng Bệ hạ đạt được Dung Hoàng đời trước truyền thừa, chẳng lẽ ân sư của hắn không phải Dung Hoàng đời trước? Có người nghi ngờ. Dĩ nhiên không phải, Dung Hoàng đời trước là rất cường đại, để vô số người bội phục, nhưng còn chưa đủ tư cách làm lão sư của Dung Hoàng mới ta còn nghe nói, lão dung hoàng nhìn thấy vị lão sư này, cũng phải không người xưng hô một tiếng thiếu ra. chương 3516, Thích Khách 2 Người kể chuyện nói, lão dung hoàng xưng hô thiếu ra, người thổi càng lợi hại a à, chẳng lẽ vị lão sư này của dung hoàng là thần linh? Thân ảnh mập mạp cười nhạo, đương nhiên là thần linh, nếu như không phải thần linh, làm sao có thể ung dung chém gợi yêu ta ết tiên sứ từ thượng giới tới người kể chuyện hừ lạnh vài vạn năm qua trừ khổng sư ngoan nhân tiền bối tộc ta các người nghe nói qua ai có loại lực lượng này tất cả mọi người yên lặng tiên sứ thượng giới chỉ nghe tên liền biết là biểu tượng vô địch dựa vào lực lượng bản thân chém g s vài vạn năm qua cũng chỉ có hai vị trong truyền thuyết kia hiện tại đột nhiên toát ra cổ thánh tùy tiện g s chết hắn muốn nói không phải thần linh người khác cũng không thể tin tưởng dung hoàng bệ hạ là thần linh thân truyền, lúc này mới có thể kế thừa đại thống, vâng mệnh trời, để vạn tộc tới chúc, đây là chuyện may mắn của linh tộc nhất mạch ta, cũng là sự tình chúng ta đáng giá kiêu ngạo. Người kể chuyện càng nói càng kích động. Đúng vậy, có thể cùng dung hoàng cùng thế hệ, là vinh hạnh của ta. Linh tộc chúng ta về sau sẽ càng ngày càng cường đại. Trời giúp tộc ta. Mọi người đều tràn đầy kích động. Hừ, cái gì thần linh, ta thấy chính là mê hoặc nhân tâm cố ý làm thần quyền thiên bẩm, tới lửa gạt. Khóe miệng mập mạp cong lên, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền cảm thấy sau lưng siết chặt, bị người kéo thoáng cái. Lông mày nhíu chặt, quay đầu nhìn lại, là nữ tử cao gầy mặc áo tơi. Trở về, ta là đi ra hỏi thăm tin tức, không phải là tìm đồ ăn. Mập mạp sửng sốt một chút, nhét vào trong miệng một cục thịt, đang muốn nói cái gì, liền nghe thanh âm của nữ tử mang theo băng lãnh sư tỷ để cho ta gọi ngươi trở về không nghe mà nói có thể tiếp tục ở đây mập mạp run rẩy tựa như lập tức đổi khuôn mặt ha ha ngươi nói gì vậy sư tỷ dặn dò ta nào dám không theo đi mau đừng để sư tỷ chờ sốt ruột chẳng muốn nói nhảm nữ tử đi đầu dẫn đường hai người chuyển mấy con hẻm đi tới một tiểu viện đẩy cửa đi vào chỉ chốc lát đi tới một căn phòng kín mít bốn phía đều bị dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn thanh âm thậm chí thần thức cũng không thể truyền lại. Trong phòng ngồi mấy người, nhìn hình dáng lại không phải dị linh tộc, mà là nhân tộc. Ha ha, ta ra ngoài hỏi thăm tin tức. Nhìn thấy nữ tử ở chính giữa nhíu mày, trong ánh mắt mang theo hàn ý, mập mạp khó xử vò đầu. Người thăm dò được tin tức gì, không ngại nói một chút. Thanh niên ở một bên mỉm cười, phía sau hắn cắm một thanh trường thương, nghiêng dựa vào trên vách tường, thương mang mơ hồ, mang theo hàn quang. Cái này, Tân Nhiệm Dung Hoàng quả thực là một nhân tài, không chỉ bình định thiên hạ, còn làm ra mánh lưới thần quyền, để người kể chuyện tuyên dương khắp trốn, hiện tại hầu như toàn bộ vương thành, thậm chí toàn bộ dị linh tộc đều cho rằng hắn là thiên mệnh chi tử được thần linh phái xuống cứu tộc nhân, cả đám đều cực kỳ bội phục. Suy nghĩ một chút, mập mạp nói: "Chuyện này ta cũng nghe nói, vị Tân Nhiệm Dung Hoàng này là một nhân tài, dị linh nhất mạch ở dưới sự hướng dẫn của hắn, nhất định càng thêm huy hoàng." sợ rằng nhân tộc sẽ rơi vào nguy cơ. Thanh niên cũng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nữ tử ở trung tâm. "Sư tỷ, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?" Vị tân nhiệm dung hoàng này vừa mới kế vị, muốn làm cho tất cả mọi người quy tâm, tự nhiên cần đủ loại tuyên dương, làm ra thanh thế như vậy cũng là bình thường. Ngón tay nữ tử gõ bàn, đôi mi thanh tú nhíu lên, một lát sau. "Bất quá, Trịnh Dương nói rất đúng, mặc cho như vậy, linh tộc triệt để nhất thống, nhân tộc quả thực sẽ rơi vào nguy hiểm, vì lẽ đó. Chúng ta cần ra tay trước, thừa dịp hắn kế vị xuất hiện hỗn loạn, ám sát. chương 3517, lập kế hoạch 1. Ám sát, mọi người đều nghiêm túc. Đại điển kế vị, dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mà động thủ, tương đương với bất chấp sinh tử, làm không cẩn thận sẽ toàn quân bị diệt. Tại sao phải lựa chọn lúc này? Mập mạc nhìn qua, có chút không hiểu, đổi lại lúc khác đánh lén, chẳng phải phần thắng lớn hơn một chút sao? Đại điển kế vị là thời điểm toàn bộ dị linh tộc phòng ngự nghiêm mật nhất, lúc này động thủ, thật phù hợp sao? Có ba chỗ tốt. Lần này nói chuyện không phải sư tỷ ở trung tâm, mà là nữ tử vừa rồi dẫn hắn tới. Thứ nhất, đại điển kế vị là thời điểm dị linh tộc huy hoàng trang nghiêm nhất, lúc này thành công, đối phương nói dối thần quyền thiên bẩm sẽ bị vạch trần, dị linh tộc vừa mới ngưng tụ nhân tâm sẽ không còn khả năng hội tụ, thậm chí còn có thể dẫn đến khắp nơi náo động, triệt để rơi vào loạn cục. Mập mạp gật đầu, đối phương tuyên truyền đủ loại, vừa mới leo lên thần đàn liền bị gờ yêu ta ết, quả thực lực ảnh hưởng lớn nhất, để cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Thứ hai, sĩ linh tộc ở vài vạn năm qua, đều là tam hoàng chấp sự, cùng khống chế thiên hạ, hiện tại biến thành một người, khẳng định mang theo tranh luận cực lớn, dù đối phương nắm giữ thủ đoạn cùng lực lượng nghiền ép tất cả, nhưng để cho người ta khó mà tin tưởng và nghe theo, vì lẽ đó mới có rất nhiều người kể chuyện xuất hiện. Nữ tử nói tiếp, những người này tuyên dương như vậy, không phải là vị linh hoàng mới sợ không trấn áp được cục diện sao. Lúc này động thủ, thoạt nhìn nguy cơ trùng trùng, nhưng có khả năng lại là an toàn nhất. An toàn, mập mạp không hiểu, những dị linh tộc nội tâm không phục kia, ở thời điểm đại điển kế vị, khẳng định cũng xuất hiện, thấy có người ra tay với tân nhiệm linh hoàng, làm không cẩn thận không những không hỗ trợ còn có khả năng làm loạn như vậy so với đánh lén càng thêm dễ dàng nữ tử nói cái này mập mạp nói không ra lời muốn nói lý giải nhân tâm hắn cùng vị sư tỷ này kém không biết bao xa tính toán như vậy quả thực có khả năng người tinh hoàng linh hoàng nhất mạch coi như thủ lĩnh chết rồi bị người dùng võ lực nhất thống ở sâu trong nội tâm khẳng định cũng không cách nào thần phục giờ phút này có người tới làm loạn, để hắn không cách nào kế thừa đại vị, bọn họ tự nhiên vui nhìn. Còn thứ ba, để ta nói đi. Trên người sư tỷ tản mát ra khí tức vắng lặng, để cho người ta nhìn lên một cái, như rớt vào hầm băng. Buổi sáng hôm nay, ta chịu trách nhiệm quan sát mặc linh cổ thánh cùng hỏa tư cổ thánh trước sáng sớm liền vội vàng rời vương thành, mất đi tung tích. Hai người bọn họ là người mạnh nhất linh tộc hiện nay, chỉ cần không có mặt, cơ hội của chúng ta càng lớn hơn đại điển kế vị đến hai người này làm thủ hộ giả vì sao đột nhiên rời đi mập mạp kỳ lạ nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng có điều hẳn là đi chấn áp phản loạn khác để đại điển kế vị càng thêm thuận lợi sư tỷ hư một tiếng tiếp tục nói hơn nữa đại điển kế vị ta đặc biệt hỏi thăm có một phân đoạn tế tự tiên tổ trong phân đoạn này tân nhiệm linh hoàng muốn lắng nghe tổ tông dạy bảo thần thức không thể lan tràn ra ngoài cũng không thể vận chuyển chân khí là thời khắc thực lực yếu đuối nhất, chỉ cần động tác nhanh, hoàn toàn có thể một lần thành công. Đã như vậy, sư tỷ an bài là được, ta tất cả nghe theo ngươi. Nghe xong phân tích, mập mạp gật đầu. Vậy là tốt rồi, đã xác định, chúng ta liền chuẩn bị động thủ. chương 3518, lập kế hoạch 2. Sư tỷ đứng dậy chắp hai tay sau lưng. Ta biết các ngươi nghĩ cái gì. Lão sư bị chư tử bách ra bước bách, nói hắn cùng dị linh thần có liên quan. Vì rửa sạch khuất nhục, tự sát ở danh sư đường. Chúng ta đều biết đây chỉ là thủ đoạn che giấu tai mắt người, trên thực tế là đi tới dị linh tộc. Nhưng thương thế của hắn quá nặng, trong thời gian ngắn như vậy khẳng định khó khôi phục, hiện tại Dung Hoàng mới kế vị, dị linh tộc nhất thống chỉ ở sớm tối. Về thời gian đã không kịp tiếp tục tìm kiếm, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chém gỡ Iota vị hoàng giả tân nhiệm này. Chỉ có như vậy, mới có thể rửa sạch khuất nhục của lão sư để danh sư đường cùng người trong thiên hạ biết lão sư một lòng chống lại dị linh tộc chưa bao giờ thay đổi cũng có thể để thanh danh của chúng ta truyền bá ra lão sư biết mà tìm tới chúng ta đã không biết lão sư ở đâu vậy chúng ta liền đứng ở địa phương trói mắt nhất để lão sư thấy được chúng ta rõ ràng mấy cái này chính là sáu đại thân truyền của trương huyền triệu nhã vương dĩnh trịnh dương ngụy như yên Viên đào cùng lộ sung Lão sư tự sát ở danh sư đường Đã qua hơn 2 tháng Sợ lão sư xảy ra chuyện Một tháng trước bọn họ cũng giống như những người khác Lẫn vào nơi này Khắp nơi tìm hiểu Chỉ bất quá thủy chung không được tin tức của lão sư Giờ phút này thấy Dung Hoàng mới sắp kế vị Lại không động thủ đã không kịp Lúc này mới tập hợp ở đây Thảo luận biện pháp Đã rõ ràng Vậy bây giờ liền kiểm tra lại thực lực một chút Triệu nhã gật đầu Nhìn qua sau khi lão sư rời đi trịnh dương tự nhốt mình vào xuân thu điện tu luyện hiện tại đã đạt đến cổ thánh nhất trọng huyết mạch kéo dài đỉnh phong sức chiến đấu so với nhị trọng chư tử bách gia cũng không hề yếu điểm ấy nói không sai chứ vâng trịnh dương lên tiếng lão sư tự sát ở trước mặt cả người hắn sắp muốn điên rồi nhốt bản thân vào xuân thu điện điên cuồng tu luyện cố gắng thêm vào thiên phú và cơ duyên vậy mà một lần thành công đột phá cổ thánh lại thêm tiếp cận một năm củng cố sớm đã đạt đến huyết mạch kéo dài đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Sức chiến đấu càng mạnh mẽ vô song, so với nhị trọng bình thường cũng không hề yếu. Người cùng ta chủ động xuất kích. Nói xong, triệu nhã nhìn về phía một cô gái khác cách đó không xa. Ngụy Như Yên cũng đột phá cổ thánh, tuy không có sức chiến đấu mạnh như lộ sung, nhưng cũng không kém, đặc biệt là dùng độc, càng thêm xuất thần nhập hóa, cường giả chưa tử bách ra gặp phải, cũng sẽ tùy tiện bị độc chết cô gái này một mực không lên tiếng, thần tình lạnh nhạt. Chính là ngụy Như Yên nắm giữ tiên thiên độc thể. Tuy không nói lời nào, nhưng người người đều biết, chân chính chiến đấu, trong mấy người tuyệt đối là kinh khủng nhất. Ừm, ta chịu trách nhiệm kiềm chế những người khác, ai dám xông lại, trực tiếp hạ độc chết, nếu không được, độc diệt toàn thành. Trên mặt ngụy Như Yên không có chút sóng gió nào, đặc biệt là nói đến độc diệt toàn thành, biểu lộ trên mặt giống như hạ độc chết một con kiến, không có bất kỳ cảm xúc gì. Nàng là tiên thiên độc thể, được lão sư truyền thừa cùng bồ đề quả, tâm cảnh đột phá, cũng ở một tháng trước thành công đột phá đến cổ thánh, dù không cường đại bằng trịnh dương, nhưng phối hợp khí độc tuyệt đối là tai nạn của quần công. Chỉ cần dám xông lại, nhiều người hơn nữa cũng không chống lại được. Không sai, người chịu trách nhiệm kiềm chế, còn viên đào, chịu trách nhiệm phòng ngự. Đúng rồi, cổ thánh kiếp lần thứ hai của ngươi, đến cùng lúc nào có thể tới. Triệu nhã quay đầu nhìn về phía mập mạp cách đó không xa, nhíu mày. Tên này lần trước ở khổng miếu, xung kích qua cổ thánh một lần, nhưng cưỡng ép áp chế xuống, lần thứ hai đến bây giờ còn không có xuất hiện, nói cách khác. Tuy tiềm lực của hắn rất lớn, nhưng đến hiện nay vẫn như cũ không có đột phá cổ thánh. chương 3519, Động Thủ 1 Ta, ta cũng không biết. Viên đào gãi đầu một cái, tràn đầy khó xử. Rất nhiều sư huynh đệ hầu như toàn bộ đột phá cổ thánh, chỉ có hắn ở cuối xe, cẩn thận nói ra cũng tràn đầy sót ruột. Tân cấp quá chậm, làm lão sư mất mặt. Hiện tại chỉ có thể hóa bi thống thành ham muốn thức ăn. Trong âm thanh cảm xúc, lần nữa lấy ra một đống đồ vật, không ngừng ném vào mồm, miệng còn lầm bầm. Không thèm để ý ra hỏa này, triệu nhã nhìn về phía lộ sung, trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng. Một tháng qua, người tiến bộ quá nhanh, có cái gì không đúng không? Lộ Sung ở sau khi lão sư rời đi, đồng dạng không nói một lời, lặng im như băng, nhưng tu vi giống như ăn thuốc kích thích bạo tăng, Trịnh Dương mượn Xuân Thu Điện cũng mới đạt tới cổ thánh nhất trọng huyết mạch kéo dài đỉnh phong, mà hắn lại đạt tới tam trọng kích huyết trùng sinh sơ kỳ. Ngắn ngủi một tháng, loại cảnh giới này, truyền đi cũng không ai dám tin tưởng. Ta không sao." Lộ Sung lắc đầu, tích chữ như vàng. Sau khi đạt tới cổ thánh, mỗi tấn thăng một bước đều cần tiêu phí vô số lực lượng. Tiến bộ nhanh như vậy, một khi tu vi củng cố không được, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Trịnh Dương nhìn qua, vị sư đệ này, ở đâu cũng tốt, chỉ là ít nói, giống như Hồ Lô, để cho người ta kìm nén khó chịu. Chuyện gì xảy ra, nói ra mọi người cùng thảo luận, hắn nhưng chỉ biết miệt mài khổ tu. Chỉ sợ trừ lão sư, ai cũng không biết hiện tại đến cùng thế nào rồi. Lão sư cho ta một cái hồn ấn. Thấy biểu tình của mọi người, Lộ Sung dừng lại một chút nói. "Ừm." Mọi người đồng thời gật đầu. Lúc lão sư gần đi, phân cho mọi người rất nhiều bảo vật. Hồn ấn là biểu tượng của hội trưởng Vu Hồn nhất mạch, lão sư truyền cho hắn cũng không giấu giếm. Trong hồn ấn này ẩn chứa 11 vạn linh hồn của thánh vực Tam Trọng trở lên, một tháng này ta từ từ hấp thu, hồn lực mới nhanh chóng tăng thêm." Lộ Sung nói. "Linh hồn của 11 vạn sinh mệnh" tất cả đều là thánh vực tam trọng trở lên. Tất cả mọi người chấn động. Nhiều hồn lực như vậy, tính ngộp lại, cường đại đến dạng cảnh giới gì, nghĩ cũng không dám nghĩ, khó trách có thể tiến bộ nhanh như vậy, có nhiều lực lượng hồn phách như vậy, thân là vu hồn sư, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Trước khi đi vào khổng miếu, lão sư chém gỡ Iota qua 11 vạn binh sĩ dị linh tộc, hóa giải nguy cơ lớn nhất của nhân tộc. Những linh hồn kia, có thể là những người này hay không? Trịnh Dương đột nhiên mở lời. Chiến sư đường quanh năm chinh chiến ở địa quật, chiến tích của lão sư hắn hết sức rõ ràng, 11 vạn thánh vực tam trọng trở lên, tuyệt đối không có khả năng bỗng dưng được tới, vừa vặn đối ứng lần chiến dịch kia. Giống như lão sư cũng không hấp thu, toàn bộ để lại cho ta. Lộ Sung gật đầu, siết chặt nắm đấm. Nhiều lực lượng linh hồn như vậy, một chút cũng không hấp thu, toàn bộ để lại cho hắn, phần ân tình này quá lớn, lão sư chính là lão sư vẫn luôn yêu thương học sinh, công chính vô tư như vậy. Lộ sung sư đệ, thực lực tích huyết trùng sinh sơ kỳ, lại là vu hồn, liền cùng ta và trịnh dương chung một chỗ, tiến hành đánh lén, hơn nữa do người chủ tấn công, hai ta phụ trợ. Biết lực lượng của hắn củng cố, cũng không đốt cháy giai đoạn, tham công liều lĩnh, lúc này triệu nhã mới thở phào nhẹ nhõm, an bài nói. Lộ sung gật đầu, biểu thị bản thân rõ ràng. Còn vương dĩnh, Mặc dù ngươi vừa đột phá cổ thánh, nhưng đi tới vương thành hơn 20 ngày, chắc hẳn đã triệt để quen thuộc hoàn cảnh bốn phía A. chương 3520, Động Thủ 2 Triệu nhã nhìn về phía vương dĩnh. Tất cả tường thành, tính cả kiến trúc lớn đều đã khải linh, hiện nay ẩn núp ở trên mặt đất đợi chờ mệnh lệnh. Chỉ cần đắc thủ, đường phố, tường thành đều sẽ xông lại, gây ra náo động càng lớn, để dị linh tộc rơi vào hỗn loạn. Nữ hài cười cười. Những ngày lẫn vào vương thành này, nàng cũng không nhàn dỗi, một mực khải linh bốn phía. Hơn nữa, ta còn chôn rễ cây ở trong lòng đất, chỉ một ý niệm, liền có thể làm cho cả vương thành biến thành sa mạc, trừ khi đạt tới cổ thánh, nếu không tuyệt đối khó mà chạy ra. Lão sư từng cho nàng một cái rễ cây, chân chính đại sát khí quần công. Vậy là tốt rồi, tất cả mọi người an bài ổn thỏa, hiện tại liền xuất phát, một khi vị dung hoàng kia kế vị, lập tức ra tay. Triệu Nhã gật đầu. Tốt. Mọi người đồng loạt đứng dậy, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Lần chiến đấu này, có thể chết, có thể ở lại chỗ này, nhưng tuyệt không thể thất bại. Lần nữa mang theo đủ loại ngụy trang, mọi người cất cao dáng người trở lại đường phố, quả nhiên thấy vô số dị linh tộc lao tới quảng trường trước dung hoàng cung. Đi theo ở sau lưng tới trước mặt, chờ thời gian không dài, ngay sau đó nhìn thấy một dị linh tộc đồ sộ, huyền phù ở trên không mọi người. Từ hôm nay trở đi, ta kế thừa dung hoàng vị, thống ngự thiên hạ. Trong thanh âm hoài vệ, vị tân nhiệm dung hoàng này bay lên, xoay người đi đến đài cao. Cách quảng trường rất xa, trong một căn phòng cao vút, Trương Huyền nhìn thân ảnh từng bước một đi đến địa vị cao nhất, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Học sinh của mình chịu không được rất nhiều sư huynh đệ áp lực, ngang nhiên rời đi, không nghĩ tới cuối cùng thu được thành tựu to lớn như vậy. Trở thành dị linh hoàng, khống chế dị linh tộc, về sau cùng nhân tộc mâu thuẫn, không cần tiếp tục lo lắng. Có hắn ở đó, dị linh tộc có thể để gối cao đầu không cần lo lắng. Mạc Linh cổ thánh cũng cười lên. Vu hồn nhất mạch của bọn họ chịu nhục, ẩn núp nơi này vài vạn năm, chỉ vì một ngày này, không nghĩ tới để hắn chờ được. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu, vừa định nói chuyện, đột nhiên lông mày nhíu một cái. Phần Phật. Vẻ mặt của hắn còn không có kết thúc, liền nhìn thấy một đạo khí tức hung mãnh từ dưới đất sinh ra, tuôn tới tân nhiệm dung hoàng trên đài cao. Ngay sau đó, một thanh trường thương cùng một thanh trường kiếm từ hai phương hướng đâm nhanh tới, không gian bốn phía bị phong tỏa. Có người đánh lén. Mạc Linh cổ thánh cùng Hỏa Tư cổ thánh đồng thời hít mắt lại, sát khí sôi trào. Bọn họ vất vả một tháng mới có cục diện bây giờ, không nghĩ tới trên đại điển kế vị, lại có người không phục, đánh lén ra tay. Chủ nhân hiện tại ta liền đi gờ yêu ta bọn hắn. Móng vuốt thô to của hỏa tư cổ thánh vẫy một cái, muốn xông tới. Không cần khẩn trương, chúng ta ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Trương huyền sửng sốt một chút, mỉm cười. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai cổ thánh không hiểu. Không có gì, đây là một lần khảo nghiệm đối với dung hoàng mới. Nếu như có thể vượt qua cửa này, ở dị linh tộc sẽ không người nào có thể giao động danh vọng, thất bại lại ra tay cũng được trương huyền đứng dậy lấy nhãn lực của hắn tự nhiên đó có thể thấy được vu hồn cùng thương pháp đánh lén kia từ đâu đến đã như vậy cũng không có gì có thể lo lắng hắn bên này lãnh đạm bên kia tân nhiệm dung hoàng lưu dương nhìn thấy ba thân ảnh thẳng tắp đánh lén tới cũng nhịn không được sướng sờ những chiêu số cùng công pháp này nắm đấm siết chặt ánh mắt nheo lại ba đạo lực lượng kia quá quen thuộc là lộ sung sư đệ Triệu Nhã Sư Tỷ cùng Trịnh Dương Sư Đệ. Sao bọn họ lại tới đây? chương 3521, Đồng Môn Giao Đấu 1. Trong đầu chấn kinh lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó liền hiểu được. Hắn không phải Lưu Dương, mà là tân nhiệm dị linh hoàng, mấy vị sư tỷ sư đệ này, thân là tinh anh của nhân tộc, tới đánh lén chém gỡ yêu ta ết, liền không gì đáng trách. Đến hay lắm, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, lâu như vậy không gặp, tất cả mọi người đến cảnh giới nào. Muốn truyền âm ngăn cản đám người, nhưng biết giờ phút này là thời khắc trọng yếu của đại điển kế vị, cùng kẻ đánh lén thừa nhận quan hệ sư huynh đệ, lão sư bố cục sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, lập tức ngừng lại. Đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một cỗ ngạo khí. Hắn muốn nhìn một chút, hơn nửa năm không gặp, các sư huynh đệ đến cùng đạt tới trình độ như thế nào. Âm âm, bỗng nhiên xoay người, một quyền đập tới vu hồn, Đại địa sụp đổ, lực lượng khổng lồ tựa như hai thế giới đối đầu, phu hồn của Lộ Sung vừa mới lộ diện liền bị đập rơi vào lòng đất. Thật mạnh. Con người co rụt lại, khuôn mặt của Lộ Sung lạnh như băng. Loại quyền lực cuồng bạo này, hắn chỉ ở trên người lão sư cùng Lưu Dương sư huynh cảm thụ qua, không nghĩ tới vị tân nhiệm dị linh hoàng này vậy mà cũng có thể thi triển ra. Khó trách có thể bình định toàn bộ chủng tộc, loại lực lượng này có thể xưng kinh khủng. Một quyền đẩy lùi Lộ Sung, khí thế của Lưu Dương như hồng, hai tay cùng lúc rỗi ra, đón lấy trường thương của Trịnh Dương cùng trường kiếm của Triệu Nhã. Hai quyền nghênh đón hai vũ khí, Lưu Dương không hề yếu. Tiếp nhận lực lượng toàn thân của thần Dung Hoàng, thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến cổ thánh tam trọng thích huyết trùng sinh hậu kỳ, cách đỉnh phong cũng chỉ kém một bước, mặc dù hai vị sư tỷ sư đệ này trong khoảng thời gian qua tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng so sánh với hắn vẫn kém một đoạn. Bành bành, hai tiếng kêu rên, hai người đồng loạt lui về phía sau. Dầm, các binh sĩ dị linh tộc nhìn thấy Tân Hoàng bị công kích, vội vàng lao về phía trước. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép động thủ. Lưu Dương hừ lạnh một tiếng, ngăn cản binh sĩ chuẩn bị liên hợp công kích thích khách, bàn tay bỗng nhiên chảo một cái. Lực lượng phá không, trường kiếm trong tay triệu nhã bất cứ lúc nào cũng sẽ rời tay bay đi. Tú mi hơi dương, con người của triệu nhã thu hẹp, hiển nhiên nàng không nghĩ tới, vị tân nhiệm dung hoàng này, thực lực không chỉ cường đại như vậy, nhãn lực cũng kinh người, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề trong kiếm chiêu của nàng, muốn cướp trường kiếm đi. Mở, biết một khi để hắn thành công, lần này bọn họ đánh lén vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc liền khẽ kêu một tiếng. Âm âm, thuần âm thể triệt để mở ra, trong nháy mắt, lấy nàng làm trung tâm, phạm vi hơn trăm dặm hạ xuống sương lạnh, tuyết trắng tung bay, bộ dáng trời đông giá rét đã tới. Ở dưới áp lực cực lớn, tu vi đình trệ của nàng cũng thời gian nháy mắt đạt được đột phá. Cổ thánh đệ nhị trọng, cảnh giới chưa tử bách ra. Ở trong khổng miếu, nàng liền đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, lại thêm luyện hóa bổ đề quả cùng băng hàn thủy tinh mà lão sư ban cho, tu vi một đường tăng vọt, mặc dù không giống trịnh dương, nắm giữ xuân thu điện có thể sử dụng, nhưng cũng tiến bộ không chậm, thực lực chân chính của hai người không kém bao nhiêu. Nếu không phải như thế, viên đào cũng không có khả năng nghe được đại sư tỷ gọi, liền sợ hãi như vậy. Tu Vi vừa đột phá, triệu nhã phong mang càng tăng, sức chiến đấu nhất thời tăng gấp bội, từng đạo kiếm khí tự nhiên, tựa như thác nước, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Trịnh Dương cũng bước tới phía trước, trường thương liên tục điểm ra, luyện thành một đầu quang mang, giữa trời đâm xuống, để cho người ta không có chỗ tránh né. Cái này, Trương Huyền vốn là xem náo nhiệt, thấy cảnh này cao mày, kìm lòng không được lửa giận từ trong lòng bùng cháy. chương 3522, Đồng Môn Giao Đấu 2 Ngắn ngủi hơn 2 tháng không gặp, đám bại gia này đều tu luyện thành bộ dáng gì. Bản thân truyền thụ cho tuyệt chiêu, tất cả đều ném đến tận hoa quốc không nói, còn giống thật mà giả, quả thực mất mặt. Này, Trương Huyền cảm khái, công kích của hai người đã đến trước mặt Lưu Dương, song trưởng lăng không, quyền lực như cối say nghiền ép. Tạch tạch, tạch tạch, trịnh dương triệu nhã lần nữa lui về phía sau sư tỷ sư huynh ầm ầm vương dĩnh ngụy như yên viên đào kìm nén không được cũng đồng loạt lao đến viên đào lấy thân thể va chạm mặc dù hắn không có đạt tới cổ thánh nhưng thôn vệ khổng sư lạc ấn lại thêm trùng kích một lần cổ thánh kiếp thân thể mạnh mẽ có thể so với cổ thánh thần binh lấy thân thể làm vũ khí uy lực cực kỳ mạnh mẽ ngụy như yên thi triển tiên thiên độc thể khí độc như rồng làm cho không người nào có thể cận thân, không gian bốn phía vạn vẹo. Mặc dù Vương Dĩnh không vận dụng đồ vật khải linh, nhưng thực lực bản thân cũng đạt đến cổ thánh, lại thêm tâm tư tỉ mỉ, mỗi một chiêu đều phối hợp những sư huynh đệ khác, cho người ta một loại cảm giác tận dụng mọi thứ, ngược lại làm cho Lưu Dương khó chịu nhất. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Sáu người liên thủ, như một thể thống nhất, Lưu Dương không còn lực uy hiếp như trước đó, liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù tu vi của hắn vượt qua đám người rất nhiều, nhưng sáu người này đều là lão sư thân truyền, đều tu luyện võ kỹ tinh diệu nhất cùng lý giải công pháp khắc sâu, nếu như không dùng tuyệt chiêu lão sư truyền thụ cho, mà chỉ dùng dung hoàng truyền thừa, thật đúng là không chống lại được. Nhưng vừa dùng tuyệt chiêu lão sư truyền thừa, làm đồng môn sư huynh đệ, nhất định có thể liếc mắt nhận ra, đến lúc đó, trận chiến đấu này cũng sẽ tự nhiên dừng lại. Bành bành, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trên người phản ứng chậm một chút, liên tục gặp phải hai chiêu công kích, lui về phía sau mấy bước, yết hầu ngòn ngọt, ngọt, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hơn nửa năm không gặp, vốn cho rằng đạt được dung hoàng truyền thừa, nhất định có thể vượt qua mọi người, không nghĩ tới mọi người vẫn cường đại như vậy. Vị dung hoàng này có chút kỳ lạ. Luân phiên công kích, đám người triệu nhã cũng phát giác có chút không đúng. Sức chiến đấu của vị tân nhiệm dung hoàng này, so với các nàng tưởng tượng thì mạnh mẽ hơn nhiều, điểm ấy không thể nghi ngờ, thế nhưng vì sao cảm giác hắn đối với mọi người phối hợp cùng chiêu số biết rõ ràng như vậy. Mặc kệ kỳ lạ hay không kỳ lạ, không nhanh chút, một khi dị linh tộc khác liên hợp, chúng ta thật sự phải bỏ mạng ở nơi này. Trịnh Dương nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Khó trách có thể thống nhất dị linh tộc, mặc dù người này trẻ tuổi, nhưng sức chiến đấu không thể nghi ngờ, vốn cho rằng đám người mình đã là nhân vật thiên tài nhất thế hệ trẻ tuổi, nằm mơ cũng không ngờ tới, dung hoàng mới tuổi tác không lớn hơn bọn họ, lại một người độc chiến sáu người cũng không có lộ ra thua trận. chẳng lẽ thật sự là đệ tử của thần linh? nếu không vì sao cường đại như vậy? rầm rầm rầm, bảy người đại chiến, không khí lăn mình, không ngừng phát ra thanh âm sấm rền, phía dưới tất cả dị linh tộc đều nhìn đến sắc mặt đỏ lên, tràn đầy kích động. cổ thánh hỗn chiến, hơn nữa cường đại như vậy, hầu như chưa bao giờ thấy qua. trọng yếu nhất là tân nhiệm dung hoàng lấy một địch sáu. Vậy mà mạnh mẽ như thế. Đủ rồi. Ngay thời điểm tất cả mọi người rung động không dứt, một thanh âm trầm thấp nổ vang, vang vọng toàn bộ vương thành. Nghe được thanh âm này, đám người Trịnh Dương, Triệu Nhã đang vây công toàn thân cứng đờ, vội vàng lui về phía sau. Tân Nhiệm Dung Hoàng cũng ngây người tại chỗ. Ầm ầm. Một bóng người hai tay chắp sau lưng, chậm rãi từ không trung đi xuống. Chương 3523, lão sư khủng bố. Bóng người này thoạt nhìn cũng không đồ sộ, cũng không có khí thức quá mạnh, vừa xuất hiện lại làm cho hai bên chiến đấu giống như đóng băng, từng cái dừng lại công kích, động cũng không dám động. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trên quảng trường đều xứng sở tại nguyên chỗ. Chiến đấu mới vừa rồi, không chết không thôi, làm sao người này vừa nói, liền cùng lúc ngừng. Hẳn là phong tỏa không gian, hoặc là dùng lực lượng đặc thù chế trụ hai bên, để cho bọn họ không thể động thủ. Một lão giả siết chặt nắm đấm, chậm rãi nói: "Tu vi đạt tới vũ không cảnh, lúc chiến đấu bình thường đều sẽ phong tỏa không gian, làm cho không người nào có thể động đậy, hiển nhiên người này cũng như vậy." Bằng không hai bên chiến đấu không chết không thôi, tại sao lại đồng thời dừng lại? Phong tỏa không gian liền có thể áp chế mọi người không cách nào động thủ. Thực lực nên mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ vị này chính là lão sư thần linh của Dung Hoàng? Người nói làm ta nhớ ra, thân ảnh kia thật đúng là giống nhau như đúc, ngày đó đại chiến, bọn họ bay quá cao, thấy không rõ lắm, hiện tại xem ra có thể là hắn. Khó trách có thể thoáng cái niêm phong lại mọi người, để cho bọn họ không cách nào chiến đấu. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, từng cái tràn đầy bội phục. Nếu như nói lúc trước nghe kể chuyện, nói dung hoàng có lão sư có thể so với thần linh, còn có điều không tin, thấy cảnh này, tất cả đều hiểu được. Thực lực chân chính của vị này, chỉ sợ so với tưởng tượng còn muốn khủng bố thế nào trong đám người che giấu một ít cổ thánh cũng ý niệm giao lưu ta nhìn không ra tu vi nhưng vừa xuất hiện liền có thể để nhiều người ngừng tay như vậy động cũng không dám động thực lực mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua tích huyết trùng sinh trên đại lục còn có loại cường giả cấp bậc này đừng quên ngoan nhân tiền bối cùng khổng sư nếu như hai người bọn họ cò ở đây chúc tu vi ấy của chúng ta tính là gì này ngược lại cũng phải, khổng miếu mở ra, thần linh dáng thế, xuất hiện dạng cường giả gì cũng có thể. Thi triển không gian cấm chế, để chúng ta nhìn không ra. Thực lực mạnh mẽ không dám tưởng tượng. Tinh thần lóe lên, cổ thánh giấu giếm khuôn mặt trắng bạch. Trên không xuất hiện thân ảnh, bọn họ nhìn không ra tu vi, chỉ bằng vào điểm ấy cũng làm người ta kính sợ. Không phải suy nghĩ nhiều, mà là chiến tích của vị này quá huy hoàng. Tùy tiện ném ra một quyển sách ngay cả tiên sứ từ thượng giới tới cũng bị đập chết. Một quyển sách cũng lợi hại như vậy, ném vũ khí chẳng phải càng không đỡ được. Lão sư, nhìn thấy người đi tới, Lưu Dương không dám động đậy, đang nghĩ lão sư muốn làm gì, chỉ thấy hắn một bước đi tới trước mặt trịnh Dương, đạp tới một cước. Người sau tựa như bị giam cầm tu vi, không ngừng run rẩy nhưng không hề có một chút năng lực phản kháng nào, bị trực tiếp đạp bay, té ngã trên đất. Người vừa rồi đánh thứ gì? một thương kia dừng lại một phần ba cái hô hấp uy lực sẽ đại tăng hết lần này tới lần khác gấp gáp ra tay giành đi đầu thai sao còn có ngươi một kiếm lơ lửng giữa trời treo cái cọng lông a hát kiếm khí đâu kiếm ý đâu ngươi nói cho ta một chút cứ đâm mấy cái như thế có thể làm được gì phòng ngự vô địch ngươi thật cho mình là bất tử sao dùng ngược chặn nắm đấm thật là anh dũng a hát nắm đấm của ngươi để làm gì đầu để làm gì không biết đập không biết đụng người sao một đám bại gia cái này cũng gọi chiến đấu tìm một đám heo luyện tập ba ngày cũng mạnh hơn các ngươi càng nghĩ càng giận trương huyền liền quát tháo đây là ý gì a à? mấy ngày không gặp liền luyện thành như vậy quả thực bại gia không thể lại bại gia truyền đi cũng không đủ mất mặt trương huyền hắn đường đường danh sư làm sao dạy ra một đám ngu xuẩn như vậy nghe lão sư quát tháo đám người triệu nhã Trịnh Dương vẻ mặt đỏ lên, hận không thể có khe đất chui vào. Vốn cho rằng trong khoảng thời gian này khổ tu, lão sư sẽ thỏa mãn, không nghĩ tới còn chọc hắn giận như vậy. Chẳng qua lão sư nói rất đúng, mỗi người bọn họ thực lực tăng tiến rất nhiều, quả thực không còn phối hợp như lúc trước, có chút lung ta lung tung. Nếu không dựa vào bọn họ ai cũng có sở trường riêng, một cái thần dung hoàng, hẳn là có thể ung dung nghiền ép. Còn có ngươi, làm thứ đồ gì, bó tay bó chân, còn hoàng giả hoàng cái rắm một chút khí phách cũng không có nếu như vừa rồi không tránh né một quyền liền có thể sụp đổ trường kiếm của nàng đánh bay trường thương của tên này đánh bại bọn hắn cái kia còn có nhiều chuyện đằng sau như vậy sao quát đám người trịnh dương xong quay đầu nhìn về phía lưu dương trương huyền lần nữa quát một tháng không thấy luyện thành bừa bãi như vậy muốn mình tức chết sao vốn hắn vẫn rất có kiềm chế cùng kiên nhẫn nhưng nhìn đến đám người kia càng đánh càng loạn, thì nhịn không được nữa. Lão sư, ta, vẻ mặt lưu dương đỏ lên, muốn nói chuyện, lại nói không ra lời. Được rồi, ta trước mang mấy tên này đi, người tiếp tục kế thừa hoàng vị, làm xong tới tìm ta. Chẳng muốn nói nhảm, bàn tay trương huyền vồ một cái. Phần phật, đám người triệu nhã bị thu vào không gian gấp, lúc này trương huyền mới vụt qua, biến mất tại nguyên chỗ bọn họ chiến đấu cường đại như vậy, ở trong mắt vị này, vậy mà chó má không bằng. Tức giận nhịn không được chỉ điểm. Niêm phong lại không cho mọi người chiến đấu, bởi vì đánh không có bố cục, không nhìn nổi. Chiến đấu tinh diệu như vậy cũng không nhìn nổi, chúng ta muốn xuất thủ, chẳng phải bị miệt sát. Phía dưới từng cái miệng run rẩy, nói không ra lời. Vừa rồi dung hoàng cùng đối phương chiến đấu đặc sắc, ghi chép lại, truyền thừa vạn năm cũng sẽ tôn sùng là kinh điển. Nhưng ở trong mắt thần linh, lại giống như con nít buồn cười. Đi qua hồi lâu, tất cả mọi người cũng không có tiêu hóa kịp. Thủ lĩnh, chúng ta còn, động thủ ư? Trải qua không biết bao lâu, một vị cổ thánh lặng lẽ nhìn về phía một vị khác ở cách đó không xa. Động cái rắm, chiến đấu mới vừa rồi, ta cũng không xem hiểu, liền bị chửi thành như vậy, thật muốn ra tay, còn không phút chốc bị đập chết. Truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, Bất luận dung hoàng có mệnh lệnh gì, nhất mạch chúng ta vô điều kiện nghe theo, tuyệt không phản kháng." Vị thủ lĩnh này cắn răng nói. Tuy đối phương tùy tiện nói vài câu, nhưng phối hợp lúc trước chiến đấu, lại thêm hắn lý giải, có thể phát hiện một chút sai lầm cũng không có, rất nhiều quả thực chính là thần lai chi bút, vô luận học như thế nào, cũng được ích lợi to lớn. Thuận miệng nói cũng mạnh như vậy, loại tình huống này còn dám hỏi có động thủ hay không? Ngươi là sợ chết không đủ nhanh sao? động thủ động cái rắm đến tai người khác thì làm sao bây giờ ngày mai ta còn muốn đi làm đây này một màn đồng dạng cũng xuất hiện ở địa phương khác lúc trước dung hoàng mới kế vị nhân tâm sao động không ít người nghĩ đến có thể hay cơ hội vớt chút chỗ tốt không nhân nhưng lão sư của đối phương vừa xuất hiện liền niêm phong lại không gian để hai bên không dám tranh đấu càng không lưu tình chút nào quát tháo chỉ điểm chiến đấu thiếu hụt tất cả đều sợ tới mức không dám tiếp tục động thật nghi ngờ, dám động thủ nữa, cũng sẽ bị bắt đi, cuối cùng không rõ sống chết. Vị lão sư này quá khủng bố. chương 3524, Trương Huyền dạy học trò. Nói đi, bình thường ta dạy các người thế nào? Nhìn mọi người quỳ thành một hàng, Trương Huyền nhịn không được lửa giận trong lòng. Tu Vi đạt tới cổ thánh, muốn tiến thêm một bước, cần không ngừng rèn luyện lực lượng, tâm tính, Tu Vi. Sức chiến đấu đạt tới thống nhất mới có cơ hội xung kích phá toái hư không cảnh, đi vào vị diện cao hơn. Đám người kia không có áp chế chút nào, trực tiếp trùng kích cổ thánh, mấu chốt nhất là sáu người liên thủ đánh lâu như vậy, cũng suýt chút nữa không có vượt qua Lưu Dương. Làm cái ngoạn ý gì? Cái này mẹ nó cũng gọi là phối hợp. Ta xem như dạy một đám heo, cũng không đến mức đần như vậy a. À. Lão sư dạy dỗ chúng ta, trong lòng trung nghĩa. Trịnh Dương nhỏ giọng đánh giám, ta nói là phối hợp, có phải cho rằng hiện tại các ngươi cũng trở thành cổ thánh, đuôi có thể vỉnh lên trời hay không? Trương Huyền xoay đầu lại, nhìn về phía lộ sung cách đó không xa. Người tu vi cao nhất, dùng công kích mạnh nhất của ngươi tới đối phó ta. Ta, lộ sung ngẩn ngơ, lão sư mới bất hủ cảnh đại viên mãn. Hắn là cảnh giới tích huyết trùng sinh, lão sư mới bất hủ cảnh đại viên mãn, để hắn ra tay, một khi lão sư bị thương. Làm sao, cho rằng đã có thể xuất sư xem thường lão sư? Trương Huyền sầm mặt lại. Không dám. Lộ Sung vội vàng lắc đầu. Không dám thì đừng nói nhảm, động thủ. Lông mày dương lên, Trương Huyền quát tháo. Vâng. Lộ Sung cắn răng một cái, vu hồn từ mi tâm nhảy ra, thẳng tắp lao đến Trương Huyền. Sóng khí cuồn cuộn, lực lượng tựa như cuốn lên cuồng phong. Đám người Triệu Nhã Đồng loạt nhìn qua chuẩn bị ra tay, sợ lão sư bị thương. Năng lực cùng thiên phú của lão sư, bọn họ bội phục, nhưng bất hủ cảnh cùng tích huyết trùng sinh, tranh lệch quá xa, ngộ nhỡ bởi vậy để hắn bị thương, thật sự chăm chết không đền tội được. Thời điểm mọi người ở đây vì lão sư mà lo lắng, lão sư một mực không nhúc nhích lật bàn tay một cái, nhìn cũng không nhìn, đánh ra. Lạch cạch, lộ sung còn không có phản ứng lại, phù hồn to lớn liền kề sát mặt đất, giống như bị cự thạch ngàn cân ép lại, khẽ động cũng không thể động. Đây cũng gọi là tích huyết trùng sinh. Trương huyền nhíu mày. Ta, vẻ mặt lộ sung đỏ bừng, nói không ra lời. Những người khác cũng từng cái mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Thực lực của lộ sung, trong lòng bọn họ rõ ràng, mạnh nhất trong mấy người, nhưng ở trong tay lão sư, thậm chí ngay cả một bàn tay cũng không tiếp được. Lão sư thật chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, ngay cả nửa bước cổ thánh cũng không phải. Tốt, đừng nói nhảm, cùng lên đi, chiêu số tựa như vừa rồi hợp kích thần dung hoàng. Bàn tay buông lỏng, thả ra áp chế cho Lộ Sung, Trương Huyền khẽ nói. "Vâng." Đám người Triệu Nhã cùng Trịnh Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Nếu như lúc trước còn lo lắng lão sư thực lực thấp, bây giờ thấy hắn vừa ra tay, liền đánh Lộ Sung không có sức phản kháng, trong lòng lại không lo nghĩ. Lão sư vẫn là lão sư trước kia, chỉ điểm bọn họ tu vi để cho bọn họ trưởng thành, không có thay đổi chút nào. Sáu người lần nữa liên hợp, khí tức ngưng tụ tựa như giang hải. Phần Phật, Triệu Nhã đi đầu ra tay, kiếm khí ngang dọc, lực lượng mạnh mẽ như gió lốc, năm vị sư đệ sư muội còn lại phối hợp, để công kích của nàng trở nên càng hung hiểm hơn. Đưa thân vào trong loại công kích này, Trương Huyền phảng phất như một cái hải đăng đứng sừng sướng ở trong hải dương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng biển cuồng bạo nuốt mất. Người ngoài nhìn vào cái này hoàn toàn là một hồi quyết đấu không công bằng. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, Trương Huyền đột nhiên bước về phía trước. Âm, um, gió dừng lại, sóng lớn trở nên ngoan ngoãn, đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương đồng loạt lui về phía sau mấy bước, khí huyết sôi trào, khuôn mặt trắng bệch. Đây là thiếu hụt thứ nhất của các ngươi. Trương Huyền chậm rãi đi về phía trước, nhìn quanh một vòng. Tiếp tục. Mọi người lần nữa xông tới, còn chưa tới trước mặt Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, lần nữa đồng loạt lui về phía sau, bị thương nặng hơn. Tiếp tục, thời điểm mọi người có chút không kiên trì nổi, lại nghe thanh âm tức giận của lão sư vang lên. Cắn răng, đành phải tiếp tục lao tới. Thình thịch thình thịch, mỗi lần tiến lên không được hai cái hô hấp sẽ bị ung dung đánh trở về, thương thế mỗi người càng ngày càng nặng, sắp không kiên trì được nữa. Liên tục tiến công mấy chục lần, lúc này Trương Huyền mới ngừng lại, hai tay khua, từng đạo chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, đi vào trong cơ thể mỗi học sinh, đồng thời một cái bình ngọc bay lên không, vô số huyết dịch tinh thuần trúc xuống. Âm âm, hấp thu những cái này, thương thế của mọi người khôi phục nhanh chóng, dựa theo tình huống bình thường, tu vi cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng, nhưng chẳng biết tại sao, không những không có tăng trưởng, còn dần dần hạ thấp. Trịnh Dương thực lực chưa từ bách ra sơ kỳ, không được 10 phút đồng hồ, lần nữa trở lại huyết mạch diên tục đỉnh phong, thậm chí còn có xu thế tiếp tục rất xuống. Triệu Nhã cũng từ cổ thánh nhất trọng đỉnh phong biến thành trung kỳ. Tuy cấp bậc hạ thấp, nhưng mọi người ngạc nhiên phát hiện, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, đặc biệt là Lộ Sung, trước hắn đã đạt đến tích huyết trùng sinh sơ kỳ, trải qua lão sư rèn luyện, lần nữa trở lại chưa tử bách ra, tu vi hạ thấp gần tới một đại cấp bậc, nhưng sức chiến đấu so với trước đó càng thêm khủng bố. Đặc biệt là hồn thể, thậm chí có xu thế thực chất hóa, một khi hiện hình Cường giả tích huyết trùng sinh cũng khó mà phát hiện, hiện tại hình thái chỉ là vô hồn. Tu luyện cũng không phải tiến bộ càng nhanh càng tốt, cũng không phải nhiều người liền có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại, nếu như không đánh cơ sở vững chắc, đi lại xa cũng chỉ là nhà không móng. Thấy mọi người như rõ ràng thứ gì, lúc này Trương Huyền mới chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt mang theo thâm ý. Giáo thư Dục Nhân là chỉ rõ cho đối phương một con đường càng tốt, càng thích hợp con đường của mình những học sinh này đã bước vào ngưỡng cửa, nhưng rời chỉ điểm của mình vẫn rất dễ dàng rơi vào lạc lối. Giờ phút này cũng không phải giảng giải tu vi, cũng không phải để bọn hắn dựa theo con đường của mình tiến lên, mà để cho bọn họ biết tu luyện không phải một sớm một chiều, một lần liền thành. Cần phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng tâm cảnh. Giống như bản thân, vậy ở bất hủ cảnh đại viên mãn tiếp cận một tháng, đồng dạng không có đột phá. Lão sư đối với các người kỳ vọng cũng không phải là cổ thánh mà muốn đi đến cao hơn càng xa trương huyền nhìn qua ánh mắt ngưng trọng nếu như ngay cả phá toái hư không cũng không đạt tới làm sao nói một mực đi theo đặc biệt là lộ sung người có nhiều hồn lực ủng hộ như vậy lại càng dễ tích lũy nhưng dùng ở tăng cao tu vi thực lực phù phiếm lợi hại như thế là trước kia ta truyền thụ sao loại tình huống như ngươi một khi đạt tới tích huyết trùng sinh đỉnh phong muốn phá vỡ hàng rào thế giới xung kích cảnh giới cao hơn, sẽ bị thiên kiếp đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Mọi người đều xấu hổ. Còn tưởng rằng toàn bộ có chỗ đột phá, lần nữa gặp được sư phụ sẽ được khen ngợi, không nghĩ tới là bị quát tháo. Chẳng qua trải qua chuyện này, đã biết lão sư dụng tâm lương khổ, không trải qua một phen băng hàn triệt cốt, nào có mai hương sông vào mũi. Tâm tính mọi người đều ở lúc này có biến hóa mới. Trường 3525, Dị Linh Hoàng 1 tốt, ngày hôm nay liền đến đây, mỗi người tự tu luyện đi. Nói trong chốc lát, Trương Huyền phất tay. Tu Vi đạt tới Đại Thánh, đơn thuần truyền thụ đã không có tác dụng quá lớn, cần càng nhiều là thiên phú và lĩnh ngộ của bản thân. Những học sinh này là bởi vì truyền thụ cho quá nhiều, từ đó mất đi năng lực sáng tạo bản thân nên có, mới làm ra trò cười như vậy. Lão sư, thần Dung Hoàng cũng là học sinh của ngươi. Tu luyện một chốc, triệu nhã nhịn không được nữa tò mò hỏi những sư huynh đệ khác cũng đồng loạt nhìn lại đã sớm nghe nói dung hoàng bệ hạ có một vị sư phụ có thể so với thần linh vốn cho rằng là vì củng cố hoàng quyền mới bịa đặt ra không nghĩ tới lại là lão sư của mình các ngươi đến bây giờ còn không có nhận ra hắn là ai trương huyền lắc đầu nhận ra mọi người sửng sốt vương dĩnh nhớ tới cái gì không khỏi biến sắc miệng có chút run rẩy chẳng lẽ hắn là lưu dương sư đệ lúc trước vẫn cho rằng vì tân nhiệm dung hoàng kia chiến đấu có chút cổ quái rõ ràng đến nguy hiểm lại có thể biết thiếu hụt của bọn họ mà xoay cục diệt một hai lần là trùng hợp nhưng luôn như vậy liền ý vị sâu xa vừa rồi nghi ngờ có phải đã từng thấy qua bọn họ hay không hiện tại mới hiểu được có thể là vị sư đệ đã biến mất kia chỉ là lưu dương không phải nhân tộc ư sao có thể biến thành dị linh hoàng hơn nữa ngụy trang đến bọn hắn nhìn không ra những người khác hiển nhiên cũng không dám tin tưởng chuyện này muốn từ trong miệng lão sư đạt được đáp án chuẩn xác không sai trương huyền không có phủ nhận nói hắn là lưu dương xuất hiện một ít kỳ ngộ mới có thân phận bây giờ chẳng qua chuyện này ngàn vạn lần không thể tiết lộ nếu không hắn sẽ gặp được phiền toái cùng nguy hiểm rất lớn mặc dù hiện tại đối phương triệt để nắm dị linh tộc trong tay nhưng xây dựng ở trên tiền để hắn là dị linh tộc một khi thân phận bị người khác biết làm không cẩn thận chính quyền vừa mới ổn định sẽ bị lật đổ lúc trước tất cả cố gắng đều sẽ thất bại trong gang tấc vì lẽ đó vẫn là khiêm tốn cho thỏa đáng tựa như hắn tuyết trắng mùa xuân chưa bao giờ ưa thích khoe khoang mãi mãi là hình dáng ôn nhuận kín đáo quả nhiên là nghe được lão sư chính miệng xác nhận đám người triệu nhã giờ khóc giờ cười vốn cho rằng lão sư còn chữa thương bọn họ muốn làm một số chuyện để chứng minh bản thân nằm mơ cũng không nghĩ đến lão sư đã triệt để giải quyết dị linh tộc. Có vị sư đệ hoặc là sư huynh này tỏa chấn, linh tộc triệt để biến thành phụ thuộc của nhân loại, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Mọi người ở lại không gian gấp tiếp tục tu luyện, Trương Huyền lần nữa trở lại Vương Thành. Đại điển kế vị vẫn tiếp tục, nếu như nói lúc trước không ít cao thủ, đối với tam hoàng hợp nhất còn có chút phê bình kín đáo, có trải qua vừa rồi, lại không ai dám nghi ngờ cùng phản bác đây chính là hoàng giả của chúng ta, không ai có thể thay thế. Linh tộc thịnh thế sắp tới. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra trông đợi. Chậm rãi ngồi ở trên vương tọa, lưu dương cảm xúc dâng trào, kích động không kiềm chế được. Không có lão sư, hắn chỉ là một học viên phổ thông ở thiên huyền vương quốc, hiện tại khả năng ngay cả võ giả tam phẩm cũng không đạt tới. Mà giờ khác này nắm trong tay một chủng tộc, tất cả nguy hiểm uy hiếp nhân tộc biến thành của mình chương 3526, Dị Linh Hoàng 2. Đổi lại lúc trước nằm mơ cũng không dám suy nghĩ. Không có phản đối. Trong lòng càng ngày càng kích động, Lưu Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh phía dưới. Hôm nay, ta là Dị Linh Hoàng. Người nói Dị Linh tộc, hoàng giả mới ở ngày kế vị tuyên bố cùng nhân loại tạm thời thủ tiêu tranh đấu. Trong một nghìn năm chung sống hòa bình, còn hy vọng danh sư đường có thể tiến hành hỗ trợ hơn nữa còn đặt thị trường ở trong lòng đất. Một khi giao thương, nhất định có đại lượng danh sư tràn vào trong đó, chẳng lẽ bọn họ không sợ nhân tộc nhân cơ hội mai phục. Nhổ tận gốc chúng nó. Những cái này nói thật cũng không tính là gì, chủ yếu nhất là, để sướng tôn sư trọng đạo, phát triển lễ nghĩa liêm sỉ, dị linh tộc có thể đi nghe danh sư giảng bài, càng đề sướng cùng nhân tộc thông gia thành hôn, đây là tiết tấu muốn cải biến dị linh tộc thành nhân tộc. Danh sư đại lục danh sư đường, tất cả cổ thánh may mắn còn sống sót cũng không có ngủ say, mà hội tụ vào một chỗ, nhìn thấy tấu trương trước mắt, từng cái giống như quái lạ. Dung Hoàng mới thống nhất thiên hạ, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới vị tân nhiệm hoàng giả này, lại có thể trực tiếp mở ra nhiều điều kiện có lợi với nhân tộc như vậy. Những sự tình này một khi thi hành, dựa vào ưu thế cùng lực lượng đồng hóa của nhân tộc, từ nay về sau chiến sự sẽ không còn phát sinh ta cảm thấy có lẽ liên quan đến sư huynh. Trầm mặc phút chốc, ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, một lão giả đột nhiên mở lời. Dương huyền dương sư, người nói sư huynh, là trương huyền trương sư. Một vị cổ thánh nhịn không được hỏi. Lúc trước sư huynh của dương sư là thiên nhận danh sư, đã nói cho cổ thánh khác biết, không ít người biết vị thiên tài đột nhiên xuất hiện kia giống như khổng sư, được thương thiên công nhận. Không sai, chính là hắn, căn cứ tình báo hắn đã đi vào dị linh tộc hơn 2 tháng. Dương Sư nói, ngươi sẽ không phải cho là hắn ở trong hơn 2 tháng liền giải quyết dị linh tộc, hơn nữa làm cho đối phương có ý định cùng nhân tộc giao hảo. Một vị cổ thánh cười nhạo, bọn họ nhiều người như vậy, tính cả vô số thế hệ tổ tiên, liên hợp cùng một chỗ kiên trì vài vạn năm cũng không làm được, một gia hỏa ngay cả cổ thánh cũng không đến, hai tháng liền hoàn thành, ngươi cho rằng là nhà tròi sao. Ly Thánh nói rất đúng, dương sư có phải nghĩ sự tình quá đơn giản hay không lại có cổ thánh phản đối có phải nghĩ đơn giản hay không vừa phân tích liền có thể biết dương sư cũng không có bất kỳ gấp gáp gì mà nhàn nhạt, nhạt nhìn qua vị tân nhiệm dị linh hoàng này tên gọi là gì chắc hẳn không cần ta nói nhiều mọi người đều thấy được a à? gọi là cúi đầu liếc mắt nhìn tư liệu một vị cổ thánh xác định gật đầu dương lưu không sai gọi là dương lưu Chư vị có biết sư huynh ta có 8 vị thân truyền, trong đó có một học sinh mất tích, tên là Lưu Dương. Lưu Dương, mọi người hai mặt nhìn nhau. Dương Lưu, người nghi ngờ vị Dương Lưu này, chính là tân nhiệm Dung Hoàng. Lưu Dương, không sai, tên tiếp cận như vậy, hơn nữa vị Dung Hoàng này cũng toát ra một lão sư. Dương Sư nói ra suy đoán của mình. Mấu chốt nhất là trên đại điển ghế vị đột nhiên xuất hiện 6 tên thích khách đánh lén, căn cứ tình báo miêu tả, hoàn toàn tương xứng đám người triệu nhã, trịnh dương, mà bọn họ lại nghe theo lời nói của lão sư đối phương, một chút cũng không phản kháng. Trừ sư huynh, thì nghĩ không ra còn có người nào sẽ có được loại năng lực này. Mọi người đồng thời trầm mặc, có thể tu luyện tới cổ thánh, trí tuệ đều không tầm thường, hiện tại nhiều chứng cứ như vậy đều đã rõ ràng như thế, lại phủ nhận quả thực là làm nhục trí thông minh. Trương sư mang học sinh, đơn thương độc mã thống nhất dị linh tộc, làm sao cảm giác thế giới ngày càng huyền huyễn như vậy nhỉ? chương 3527, Cổ địa ảo diệu 1 Không biết thân phận chân thật đã bị đám người dương sư đoán ra, giờ phút này trương huyền đang lơ lửng giữa không chung, sau lưng là rất nhiều đệ tử. Khoảng cách lưu dương kế vị dị linh hoàng đã qua hơn một tháng. Giờ phút này vừa qua năm mới, trong ngoài vương thành đều là không khí ăn mừng. Trong khoảng thời gian này, Trương Huyền một mực chỉ điểm cho các đệ tử, phảng phất như thời gian lần nữa trở lại thiên huyền vương quốc. Không có ân oán, không có trách nhiệm, không có đủ loại gánh nặng, thầy trò sống chung hòa hợp, mỗi ngày đều là vượt qua ở trong hải dương kiến thức, vì một chiêu số mới mà mừng rỡ, vì một công pháp mà hưng phấn. Trải qua hệ thống học tập lần nữa, lực lượng đám người triệu nhã phù phiếm đạt được củng cố, thực lực đại tiến, sức chiến đấu tăng cao, viên đào cũng rốt cuộc hai lần xung kích cổ thánh thành công. Còn Lưu Dương, đột phá đến tích huyết trùng sinh đỉnh phong, triệt để khống chế dị linh tộc, không còn thanh âm phản loạn. Thực lực trương huyền vẫn chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, nhưng khí thức càng thêm trầm ổn, tâm cảnh càng thêm củng cố, dường như muốn đột phá, nhất nhiệm liền có thể hoàn thành. Hai tháng củng cố, để hắn đối với cổ thánh có lý giải càng sâu, sức chiến đấu cũng có tăng vọt cực lớn, phối hợp long cốt thần thương, dưới phá toái hư không là vô địch thủ. Coi như gặp lại thần linh lúc trước, cũng không còn là một chiêu không đỡ được. Hắn tiến bộ nhanh, ngoan nhân tiến bộ càng lớn, khung xương bổ sung hoàn chỉnh, lại thêm áo tơi diễn sinh huyết nhục, đã nắm giữ sức chiến đấu của cảnh giới tích huyết trùng sinh, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, không thể giống lạc nhược hy trực tiếp rời đi. Hiện tại chỉ là nắm giữ không gian nghiền nát, thân thể không hao tổn năng lực, khoảng cách chân chính thoát ly thế giới này, hẳn còn cách một đoạn, sớm nhất cũng phải đạt tới phá toái hư không đỉnh phong. Củng cố một đoạn thời gian, ngoan nhân hiểu được giải thích nói nếu như vừa đột phá loại cảnh giới này liền có thể đi vào một vị diện khác khổng sư cũng không đến mức ở thời điểm thần linh hạ xuống thế giới trực tiếp bắt đối phương đi nghe được giải thích như vậy trương huyền hiểu được cũng đúng trước khi khổng sư rời danh sư đại lục liền nắm giữ loại thực lực này nói rõ loại cấp bậc này còn chưa đủ rời đi nếu không lúc trước ngoan nhân cũng không đến mức bị khổng sư đánh gỡ iota s cuối cùng hài cốt phân tán các nơi bản thân siêu tập hơn một năm mới hoàn toàn tìm được. Lão sư, ta tra xét tất cả thư tịch của dị linh tộc một lần, phát hiện thần linh lúc trước xuất hiện, cũng không phải là thần tộc chân chính, cũng không phải linh thần, mà đến từ thượng giới. Lưu Dương từ đằng xa bay tới, ôm quyền không người. Trong khoảng thời gian này, không chỉ chỉ điểm đệ tử, để cho bọn họ tu luyện, còn để Lưu Dương mượn thân phận dị linh hoàng, bốn phía điều tra, truyền thuyết cùng nội dung liên quan tới thần linh, để tìm kiếm ra hành tung cùng thân phận chân thật của Lạc Nhược Hy. Thượng giới là một vị diện đặc thù, hoàn toàn khác biệt danh sư đại lục, thần linh lần trước tới, ở thế giới này có rất nhiều. Nơi này có đầy đủ cổ thánh khí, tu luyện một ngày ngàn giặc, so với bảo địa cường đại nhất danh sư đại lục còn hơn gấp trăm ngàn lần. Lưu Dương giải thích, sĩ linh tộc nắm giữ năng lực câu thông thần linh, việc này tuy lưu truyền rất ít, phần lớn đều là truyền thuyết, nhưng cũng có không ít, là có dấu vết lần theo. Chẳng qua, thông đạo đi tới thượng giới đã triệt để phong bế, thiên lộ cắt đứt. Đối phương muốn xuống, cũng cần tiêu phí đánh đổi cực lớn, tiến hành thế tự mới có thể hoàn thành, còn chúng ta muốn đi lên, đã gần như không có khả năng hoàn thành. Biết lão sư muốn làm thứ gì, Lưu Dương dừng lại một chút, giải thích. Thượng giới phong bế, thiên lộ cắt đứt. Chương 3528, cổ địa ảo diệu 2. Trương Huyền im lặng. Điểm ấy hắn đã sớm đoán được, nếu không phải như vậy, vô số cường giả không có khả năng bị vây ở thế giới này, đến bây giờ không thể vượt qua. Còn người để cho ta kiểm tra chuyện khổng sư năm đó. Hắn bắt lấy vị tiên sứ kia, cũng không lâu lắm liền mất đi tung tích, hiện tại suy đoán, hẳn là đi thượng giới. Về sau chư tử bách gia cũng rời đại lục, đi một nơi đặc thù chấn thủ, một mực không trở lại đại lục. Ta cảm thấy, năm đó khổng sư mất tích, chư tử bách gia khẳng định biết rõ ràng nhất. Lưu Dương nói tiếp, Trương Huyền chậm rãi gật đầu. Muốn nói tới sự tình thượng giới, liên quan tới khổng sư, ai biết nhiều nhất, tuyệt đối là chư tử Bách Gia. Bọn họ nhất mạch truyền thừa, biết nhiều nhất. Người có biết chư tử Bách Gia cụ thể ở nơi nào không? Trương Huyền quay đầu nhìn về phía mặc linh cổ thánh. Lúc trước hắn liên hệ người chư tử Bách Gia, lúc này mới mai phục thần Dung Hoàng, tạo thành bố cục dị linh tộc hiện tại. Chư tử Bách Gia cụ thể ở đâu? Danh sư Đường khả năng không rõ ràng, nhưng hắn không có khả năng không biết. Hẳn là ở Côn hư cảnh. Mạc Linh Cổ Thánh suy nghĩ một chút nói, "Côn hư cảnh?" Trương Huyền nghi ngờ. Bí cảnh, di tích nghe qua không ít, nhưng cái này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Danh sư Đại Lục có không ít cổ địa, chắc hẳn hội trưởng cũng nghe nói qua, loại cổ địa này không có xây dựng danh sư đường, nhưng nắm giữ lực lượng nguyên thủy nhất, thậm chí có thể để cho người huyết mạch bị tổn thương lần nữa khôi phục. Mạc Linh Cổ Thánh nói. Trương Huyền gật đầu. Thiên Huyền Vương Quốc chính là cổ địa, bởi vậy huyết mạch hắn bị tước đoạt, mới có thể được đưa đến đó, đồng dạng còn có viên đào. Vị trí cụ thể của Côn Hư Cảnh ở đâu, ta cũng không rõ ràng, chẳng qua khẳng định liên quan đến những vùng đất cổ xưa này. Có lẽ những vùng đất cổ xưa này chính là lối vào. Dừng lại một chút, Mạc Linh Cổ Thánh nói. Hắn chỉ là liên hệ đối phương, thậm chí không có rời dị linh tộc, vị trí cụ thể của chư tử Bách Gia cũng không biết. Liên quan đến cổ địa, Trương Huyền nhíu mày, dừng lại phút chốc. Ta tính toán về thiên huyền vương quốc một chuyến, các người ai nguyện ý đi theo. Nói thật, có đôi khi hắn cũng kỳ lạ, tại sao hắn lại xuyên qua đến thiên huyền vương quốc, thu các học sinh, từng cái thiên tài như thế. Chỉ sợ danh sư cổ địa kia không đơn giản như tưởng tượng, giờ phút này nghe đối phương nói, thì càng thêm khẳng định. Ta muốn trở về, đi ra hơn một năm, cũng nên về thăm phụ thân một chút rồi. Triệu nhã mỉm cười, đi theo lão sư, xa rời quê hương, giờ phút này trở thành đại lão một phương, thậm chí đạt đến cổ thánh, vừa vặn muốn trở về nhìn một chút. Ta cũng muốn đi, vương dĩnh cũng gật đầu. Mấy người còn lại cũng chăm miệng một lời, tất cả đều muốn trở về nhìn một chút. Lưu Dương thì đừng đi, người tiếp tục tỏa chấn dị linh tộc, những người khác cùng ta đi một chuyến. Thấy mọi người đều có ý nghĩ này, Trương Huyền cười cười, dặn dò một tiếng. Dù dị linh tộc thống nhất, nhưng bây giờ vẫn là thời buổi rối loạn, làm hoàng giả duy nhất, không chấn giữ mà nói, rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Vâng. Lưu Dương không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hỏa tư cổ thánh ở lại chỗ này, dẫn dắt tộc nhân phụ trợ Lưu Dương. An bài xong đối phương, Trương Huyền lần nữa bàn giao. Hỏa tư cổ thánh gật đầu đi thôi. Toàn bộ giao phó xong, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra long cốt thần thương đâm một cái, một con đường xuất hiện, mọi người theo sát sau lưng đi vào. Trường 3529, nữ hài không biết đổ quý một. Đi ra thông đạo chính là địa quật phong ấn, lần nữa trở lại danh sư đại lục, Trương Huyền phá vỡ không gian, hơn 10 phút sau, đã đi tới trên không thiên huyền vương quốc. Toàn bộ vương thành cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch, xuyên qua dòng người, dường như không ai biết trên không lơ lửng sinh mệnh cường đại nhất thế gian. Đoàn người đi vào Hồng Thiên học viện lúc trước, học viện hơn một năm không thấy, dường như khuếch đại gia tầm vài vòng, trước đó nhiều nhất có thể tiếp nhận 3-4 vạn người, mà bây giờ, quy mô và số lượng 3-4 người vạn cũng có thể chứa được. Nhanh lên, ngày hôm nay lục tầm lão sư tới giảng bài, lại không nhanh một chút liền không dự được. Hắn không phải vừa đột phá danh sư nhị tinh cần củng cố ư. Ai biết được, danh sư nhị tinh tự mình giảng bài là cơ hội hiếm có, tự mình đi nghe thoáng cái, đối với tu luyện khẳng định có chỗ tốt rất lớn. Tựa như trương sư năm đó, ta nghe qua lớp của hắn, mặc dù chỉ mấy chữ ngắn ngủi, nhưng sớm đã được ích lợi không nhỏ. Người còn nghe qua khóa của trương sư. Đó là đương nhiên, ta không phải đã nói với người sao, trương sư là minh tinh giáo sư của trường học chúng ta, danh khí còn lớn hơn lục tầm lão sư. Đang hành tẩu ở trong sân trường, một đám người vội vã từ bên cạnh bay qua. Đám người Trương Huyền, Triệu Nhã tuổi tác cũng không lớn, cùng học sinh tuổi tác giống nhau, tùy tiện biến hóa dung mạo, làm cho đối phương không nhận ra cực kỳ bình thường. Huống chi bọn họ đều rời trường hơn một năm. Lục Tầm đã là danh sư nhị tinh, thật nhanh. Nghe được người quen, Trương Huyền sửng sốt một chút, mỉm cười. Lục Tầm này ở thời điểm hắn xuyên qua, là minh tinh giáo sư, Vương Dĩnh cùng Triệu Nhã đều muốn đi lớp học của hắn học tập chỉ tiếc bị bản thân đào góc tường. Hơn một năm trước, hắn chỉ là minh tinh giáo sư phổ thông, thực hiện danh ngạch trợ giáo, cách danh sư nhất tinh không biết bao xa, bây giờ đã đạt tới nhị tinh. Biến hóa thật nhanh. Lão sư, chúng ta có muốn đi xem một chút hay không? Triệu nhã cười cười. Trương Huyền gật đầu. Vừa đến liền nghe người quen biết cũ, đương nhiên phải đến xem. Tuy giữa hai người có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng cũng triệt để hóa giải, Đối với hắn mà nói, không coi vào đâu Đi theo sau lưng mọi người, đến địa phương nhiều người Thời gian không dài, quả nhiên thấy một thanh niên đứng ở trên đài cao, thần thái trang nghiêm Chính là lục tầm rất lâu không gặp Hắn lúc này, đã có khí chất đặc biệt thuộc về mình Mặc trường bào danh sư, trước ngực có hai ngôi sao lóng lánh chói lọi Danh sư nhị tinh Đổi lại trước kia, loại địa phương như thiên huyền vương quốc này Cường giả như vậy là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện Mấy người các ngươi đang muốn tới gần một ít, nghe vị lão sư thiên tài lúc trước muốn giảng thứ gì, chỉ thấy một nữ hài ngăn ở phía trước. Khoảng 13-14 tuổi, quần áo màu nâu xanh, giữa hai lông mày mang theo oai hùng, cùng Triệu Nhã lúc trước có chút giống nhau. Chúng ta nghe nói Lục Tầm lão sư sắp giảng bài, đặc biệt tới nghe một chút. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Vương Dĩnh cười nói: "Muốn nghe khóa của Lục lão sư, cần thẻ học viên, hoặc giao nộp hai kim tệ." đây không phải thu phí, mà danh sư nên có thủ lao. Nữ hài xòe bàn tay ra, hừ một tiếng. Kim tệ, đám người trương huyền giật mình. Tuy chức nghiệp danh sư cao thượng, nhưng cũng cần sinh tồn, tu luyện, bởi vậy nhiều khi giảng bài là có thủ lao. Bọn họ đã sớm rời Hồng Thiên học viện, nơi nào còn có thể học viên, thế nhưng để bọn hắn lấy ra kim tệ, cũng quả thực khó màm được. Trường 3530, Nữ Hải không biết đồ quý 2. Giống Trương Huyền, trong chữ vật giới chỉ, đồ vật cấp thấp nhất cũng đã sớm đổi thành linh thạch tuyệt phẩm, kim tệ, đồ vật cấp bậc thấp như vậy, thật đúng là không có. Thẻ học viên chúng ta không có, kim tệ cũng không mang. Cái này có một viên đan dược, hiện tại đưa cho ngươi, nhìn xem có thể giản xếp thoáng cái hay không. Trương Huyền lặng hồi lâu, tìm ra một dược vật cấp bậc thấp nhất đưa tới. Đan dược. Nữ hài trợn mắt lên. Lão sư bình thường ban cho đều là dược hoàn đan dược là có cấp bậc, danh xưng mỗi một viên đều dị thường chân quý, những người trước mắt này không bỏ ra nổi kim tệ, nhưng có thể lấy ra đan dược. Nghi ngờ nhận lấy dược vật, nhìn một vòng, lông mày nhịn không được nhân lại. Đan dược trước mắt, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, cùng trước kia thấy qua linh khí tuôn trào hoàn toàn khác biệt, dường như chỉ là dược liệu phổ thông tích tụ thành. Lừa gạt ai đây, đây cũng là đan dược, đừng cho là ta chưa thấy qua việc đời. Nữ hài hừ lạnh một tiếng, tràn đầy lửa giận. Tuy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng gặp qua đan dược, một vị luyện đan sư vì nịnh bợ lão sư của nàng Lục Tâm, đưa tới qua một viên, lúc ấy nàng ở trước mặt, nhìn thật rõ ràng, bình ngọc mở ra, linh khí tuôn trào, cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận. Mà viên này, bình ngọc không có, tùy tiện lấy ra không nói, linh khí cũng không cảm giác được. Còn đan dược, nói đùa cái gì đó. Muốn giả mạo để nàng thiếu 14 đồng tiền vàng nằm mơ. Tiểu muội muội, đây quả thật là đan dược, hơn nữa còn có trợ giúp với ngươi, giá trị tuyệt đối vượt qua kim tệ. Thấy nàng không nhận ra, còn nổi giận, Vương Dĩnh nhịn không được nói. Ta chỉ cần kim tệ, thứ này ta không muốn. Nữ hài hừ một tiếng, bàn tay run lên, ném đan dược tới, vẻ mặt quật cường. Cái này. Trương Huyền dở khóc dở cười. Lấy thân da của hắn hiện tại, tiện tay lấy ra đan dược đặt ở tổng bộ danh sư đường, đoán chừng cũng có thể bán ra giá trên trời, đưa cho cô gái này dùng để thay thế 14 kim tệ, vậy mà không muốn, cho rằng là đang lừa người. Như vậy đi, ta chỗ này có một gốc dược liệu, giá cả cũng không thấp, người không muốn đan dược, bộ dược liệu này hẳn có thể để chúng ta nghe khóa a. Thấy lão sư bị nghi ngờ gạt người, Vương Dĩnh đi về phía trước, lấy ra một gốc dược liệu đưa tới. Hàn tinh thảo 500 năm thân là Khải Linh Sư Công hội hội trưởng, nàng cũng không bỏ ra nổi kim tệ. Chỉ bằng cây cỏ dại này, đừng cho là ta nhỏ tuổi liền muốn gạt ta, lão sư ta là danh sư nhị tinh. Ngày hôm nay các người coi như nói ra một đóa hoa cũng vô dụng, không lấy được kim tệ, liền lập tức cút đi, muốn nghe khóa, nằm mơ. Thấy đối phương lấy ra đan dược giả thì cũng thôi, hiện tại càng lấy ra cỏ dại nàng không quen biết tới giả mạo, tiểu nữ hài tức giận đến xanh mặt. Ta, Vẻ mặt Vương Dính cũng dầu dĩ, nói không ra lời. Thân phận của nàng bây giờ, đồ vật trong chữ vật giới chỉ cũng không có hàng tiện nghi rẻ tiền gì, muốn lấy ra một cái, giá cả hơn 10 kim tệ, hơn nữa có thể để cho cô gái này nhận ra. Thật là quá khó khăn. Không có tiền, xem ra các ngươi là muốn ở chỗ này làm loạn a Thấy mọi người vẻ mặt dầu dĩ, nói không ra lời, tiểu nữ hài càng cho rằng mấy người là lừa đảo, liền kìm nén không được. Sư huynh mấy người này muốn lừa gạt, còn không cho phí nghe giảng, xin đuổi bọn hắn đi ra. Dầm, thanh âm kết thúc, một thiếu niên tay cầm trường thương đi ra. Nhìn thấy thân ảnh này, thân thể trịnh dương cứng đờ, hốc mắt hơi đỏ lên. Mạc Hiểu, là ngươi. chương 3531, Mạc Hiểu muốn tỉ thí một. Xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải người khác, chính là hảo huynh đệ Mạc Hiểu cùng nhau lớn lên kia lúc trước hai người đồng thời lời thề son sắt đi tới hồng thiên học viện đều muốn dự thi vào môn hạ của vương siêu lão sư trở thành học viên của hắn cuối cùng người sau thành công mà hắn bởi vì phát huy không tốt thi rớt bị trương huyền thu làm học sinh thoáng một cái hơn một năm hai người ai cũng không nghĩ tới cục diện hôm nay nhưng người thành công vẫn ở thiên huyền vương quốc đối với toàn bộ đại lục mà nói bừa bãi vô danh mà không thành công ngược lại thành tựu cổ thánh chiến sư đường đường chủ Thiên hạ có thể vượt qua lại không mấy người. Nhân sinh gặp gỡ khác biệt, để cho người ta thổn thức. Ngươi là? Thấy đối phương hô lên tên của mình, bộ dạng còn rất quen thuộc, mặc Hiểu nhíu mày. Thân là cường giả cổ thánh, không nguyện ý để cho người ta nhận ra, tu vi không đạt tới cấp bậc tương đồng, căn bản nhìn không ra đến cùng dáng dấp như thế nào, vì lẽ đó mặc dù thân là huynh đệ cùng nhau lớn lên, cũng không nhận ra được. Ta, Trịnh Dương khí tức trên người tiêu tán, lộ ra dung mạo vốn có. xương tử, thân thể mặc hiểu chấn động, hốc mắt đỏ lên. Hai người từ TA ớ huyền ITA Upsilon OIG liền cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ luyện thương, đã hơn một năm không thấy, còn tưởng rằng đời này không thể gặp nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy lần nữa gặp mặt. Người không phải cùng, trương sư rời đi sao? Làm sao? Sau khi hưng phấn, hơi nghi hoặc một chút, lão sư của đối phương trương huyền nghe nói thành công thi đậu danh sư oai phong lẫm liệt còn chuyện về sau thiên huyền vương quốc quá bế tắc biết không nhiều lắm vừa vặn có thời gian trở lại thăm ngươi cùng vài bằng hữu khác một chút trịnh dương cười cười cũng không có quá nhiều giải thích nói thật cũng không dám giải thích nói với đối phương hắn hiện tại đã là chiến sư đường đường chủ cường giả cổ thánh chiến sư đường hiểu không cổ thánh hiểu không nói cũng là nói vô ích quá tốt rồi người đi theo chương sư lâu như vậy dựa theo đạo lý hẳn cũng đạt tới võ giả bát trọng tông sư cảnh a rất lâu không cùng ngươi luận bàn công phu ta gần đây học được không ít thương pháp lợi hại hơn nữa tu vi cũng đã đạt đến võ giả thất trọng thông huyền cảnh đỉnh phong bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá để cho ta nhìn một chút một năm này ngươi tiến bộ thế nào cổ tay rung lên trường thương từ trên lưng rơi vào lòng bàn tay mặc hiểu trong nháy mắt chiến ý như hồng từ nhỏ đánh quen thuộc, hơn một năm qua, không có người luận bàn, đã sớm ngứa tay khó nhịn, giờ phút này nhìn thấy hảo hữu đâu còn kiềm chế được. Tông sư cảnh, thông huyền cảnh đỉnh phong, thương pháp, trịnh dương giờ khóc giờ cười. Thôi được rồi, tuy tuổi không lớn lắm, nhưng mà hai cảnh giới này, đã cách nhau thực tế quá xa, cũng có chút nhớ không rõ. Làm sao, sợ ta làm bị thương ngươi, không cần quá lo lắng, ta khống chế lực lượng rất tốt, ngươi không tiếp nổi, sẽ tùy thời dừng lại chắc chắn sẽ không có vấn đề trường thương run lên mạc hiểu cười ha ha một tiếng cái này trịnh dương khó xử đường đường cổ thánh chiến sư đường đường chủ cùng một thông huyền cảnh tỷ thí đánh như thế nào làm sao xem thường huynh đệ hay sợ thắng không nổi ta trên mặt không dễ nhìn thấy hắn do dự mạc hiểu nhíu mày dĩ nhiên không phải thấy đối phương nói đến nước này Trịnh Dương lại không cách nào cự tuyệt, bất đắc dĩ lắc đầu, cổ tay rung lên, tùy tiện lấy ra một thanh trường thương cấp bậc kém nhất. So ở đâu? Đã có không gian giới chỉ, không tệ, xem ra trương sư không xử bạc với ngươi. Trường 3532, Mạc Hiểu muốn tỉ thí khai. Thấy lòng bàn tay hắn bất ngờ xuất hiện trường thương, trong mắt Mạc Hiểu tràn đầy hâm mộ, sau đó gật đầu, tiện tay chỉ. Lão sư sắp giảng bài, chúng ta qua bên kia, nơi đó có tỷ thí đài ngay cả không gian giới chỉ cũng không có gặp qua thấy hảo hữu ngày xưa như vậy trịnh dương cười khổ đành phải gật đầu đồng ý đi qua đi nói xong đồng loạt đi đến đài cao cách đó không xa chúng ta cũng nhìn một chút dù sao hiện tại giảng bài còn chưa bắt đầu đám người trương huyền cũng rảnh đến nhàm chán cùng một chỗ đi theo nữ hài vừa rồi gặp mấy lừa đảo vậy mà nhận thức sư huynh trần chờ một chút cũng theo sau Hai người nhảy lên đài cao, mỗi người tay cầm trường thương, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý, vừa rồi mọi người chuẩn bị nghe giảng bài, đồng loạt xoay người lại. Trịnh Dương thấy nhiều người như vậy nhìn qua, lần nữa che đậy khí tức cùng dung mạo, để cho người ta nhận không ra. Mạc Hiểu là thiên tài thương pháp nổi danh nhất học viện, một thân tu vi, lão sư, trưởng lão cũng không phải đối thủ, cái tên này ở đâu xuất hiện, cùng hắn so. Không biết, chờ nhìn bị đánh đi này ngược lại cũng phải mọi người đều vui vẻ một năm qua mạc hiểu ở dưới lục tầm lão sư bồi dưỡng đột nhiên tăng mạnh vô luận tu vi hay lý giải đối với thương pháp đều sắp đạt tới cảnh giới tông sư loại cấp bậc này toàn bộ hồng thiên học viện cũng không có mấy người có thể vượt qua huống chi thiếu niên không biết từ nơi nào xuất hiện kia nhìn thấy mạc hiểu vậy mà ở trước khi hắn giảng bài khiêu chiến lục tầm cười khổ lắc đầu nhìn quanh một vòng tốt bọn họ đã muốn tỉ thí Vừa vận ta liền lấy bọn hắn chiến đấu làm đề, giảng cho mọi người vận dụng cùng kỹ xảo thương pháp trong thực chiến. Được, rất ưa thích nghe Lục lão sư truyền thụ kỹ xảo thực chiến. Đây chính là biện pháp tốt nhất có thể tăng lên sức chiến đấu, lần này không uổng công. Nghe Lục Tầm lão sư lại muốn truyền thụ phương pháp vận dụng thương pháp, phía dưới xôn xao, mọi người đều hưng phấn kích động, đồng loạt nhìn sang đài cao cách đó không xa. Ha ha, tới đi thấy đưa tới chú ý lớn như vậy, lão sư cũng tự mình nhìn qua, trong mắt mạc hiểu chiến ý như hồng, trường thương run lên, phát ra thanh âm nghẹn ngào, thẳng tắp đâm tới trịnh dương. Ô ô ô ô bởi vì tốc độ quá nhanh, thương ở trên không trung đập ra tiếng gió phá không. Chiêu này của mạc hiểu không tệ, một chiêu ra mà không dừng lại, thương pháp chú ý chính là trôi chảy, không dây dưa dài dòng, một khi làm ra quyết định, thì lôi đình vạn quân, cho người ta một loại cảm giác thế không thể đỡ chiêu này của mạc hiểu, tông sư bình thường cũng không đỡ được, thiếu niên đối diện hắn, đoán chừng phải xui xẻo. Lục tầm thỏa mãn gật đầu, thanh âm vang vang. Trịnh dương mặt đầy dầu dĩ. Tốc độ thương pháp này quá chậm, không khác gì ốc sen, hơn nữa lực lượng quá yếu, tùy tiện chặn cũng rất dễ dàng làm bằng hiếu bị thương, để hắn rất khó xử. Ngăn cản không phải, không ngăn cản cũng không phải, thoạt nhìn thật là khó chịu a hát. Ta nói không sai a, đối thủ của hắn đã hoảng hốt lo sợ không biết như thế nào cho phải nhìn thấy trịnh dương chưa hề đụng tới lục tâm thỏa mãn gật đầu ta truyền thụ cho thương pháp chú ý chính là khí thế như vậy mới có uy lực vì rèn luyện mạc hiểu ta từng dẫn hắn đi dưới thác nước đối kháng hồng lưu kiên trì ba tháng mới có hiệu quả hôm nay không cần nhìn đối thủ của hắn sẽ nhận thua thua lời còn chưa dứt cảm thấy bờ môi không khỏi khống chế run rẩy trong con mắt cho thấy một hình ảnh, trường thương của Mạc Hiểu đâm vào Trịnh Dương, sau đó. Từng đoạn từng đoạn vỡ vụn. Chương 3533, uy lực của đan dược một. Trịnh Dương khó xử muốn chết. Vừa rồi tràn đầy dầu dĩ, đang nghĩ nên ứng đối như thế nào, kết quả thương của đối phương liền cắm vào trên ánh mắt. Ai nghĩ đến, chân khí trong lúc vô tình tiết lộ một tia, thương của đối phương không chịu nổi, trực tiếp bể nát. Vũ khí cấp bậc phàm khí, quá yếu. Đổi lại đại thánh trí bảo đâm tới. Mí mắt hẳn sẽ nháy thoáng cái, sau đó lại đánh gãy. Như vậy liền vỡ vụn, không biết có dùng lực quá lớn hay không. Nhưng mấu chốt là, hắn còn không có dùng sức A-Hát. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Trường thương nghiền nát, mạc hiểu giật nảy mình, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, đột nhiên xoay người, đá ra một cước. Một cước này của hắn nhan đến đỉnh phong vừa nhìn liền biết ma luyện không biết bao nhiêu lần, bí mật mang theo hàn ý, đá tới ngực trịnh dương. Sang giác, bàn chân rơi vào cổ họng đối phương, không có ngoài ý muốn, xương đùi bẻ gãy, tựa như đá vào miếng sắt. A hát, mạc hiểu kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, trong mắt khó tin. Chẳng lẽ ngươi đã đột phá tông sư, đạt đến cảnh giới trí tôn? Ta, ra mặt trịnh dương run lên. Hắn một chiêu không ra, đối phương đối cứng tấn công, kết quả thương hủy, chân gãy. Này làm sao tỉ thí? Không nghĩ tới ngươi đã đạt đến loại cảnh giới này. Thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng bản thân đoán đúng, trong mắt mạc hiểu tràn đầy hâm mộ. Lúc trước người bản thân này đi theo trương lão sư, hắn từng đồng tình rất lâu, về sau hai vị lão sư náo mâu thuẫn, vương siêu lão sư để hắn bái nhập môn hạ của lục lão sư, lại về sau phát hiện thương pháp của đối phương vượt qua mình, trong lòng nhẫn nhịn một hơi, đang suy nghĩ thời điểm nào lại tỉ thí một trận. Vì lẽ đó, lần này vừa thấy được liền trực tiếp ra tay. Vốn cho rằng dựa vào hơn một năm cố gắng, có thể ung dung đánh bại, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đạt đến cảnh giới trí tôn, công kích của hắn xa xa khó mà với tới. Quả thực quá lợi hại. Ta, Trịnh Dương muốn giải thích, cuối cùng vẫn lắc đầu. Trong mắt đối phương, trí tôn hẳn là mạnh nhất, nói như vậy, cũng không thể của trách nhiều hắn cùng ngươi đã không phải là người của một thế giới trong tai truyền đến lời của lão sư trịnh dương gật đầu âm thầm yêu thương mới vừa rồi còn vì nhìn thấy hảo hữu mà hưng phấn bây giờ lại thất lạc không nói ra được tuy ngắn ngủi hơn một năm không thấy nhưng thế giới hai người khác biệt cách xa vạn dặm hoàn toàn không thể so sánh ở giữa kém không chỉ là một khoảng cách mà là vô số giống như hai bạn thân người phấn đấu thành phố hào mà đối phương vẫn là nông dân ở quê. Cả hai thảo luận nhất định không phải cùng một chủ đề, không còn tiếng nói chung. Hiện tại Mạc Hiểu chính là như vậy. Hắn còn nghĩ, hảo hữu trước mắt có phải đã đột phá tông sư đạt tới trí tôn hay không, lại không biết, đối phương đã đạt đến tình trạng để hắn không cách nào với tới, thậm chí tưởng tượng không được. Kèm theo người phát triển, rất nhiều bằng hữu cuối cùng sẽ dần dần rời đi. Trương Huyền tiếp tục nói hiện tại trịnh dương có thể kết giao bằng Hiếu, là cổ thánh mà không phải mạc hiểu cũng không phải hắn thay đổi mà là cấp độ tranh lệch quá lớn bất luận ai tới làm bạn đều sẽ có áp lực vô cùng vô tận đúng a à, ta đạt đến trí tôn cảnh nghe lão sư khuyên can trịnh dương từ trong cảm xúc ảm nhiên khôi phục lại nhẹ nhàng cười một tiếng kéo hảo hữu từ dưới đất lên đi tới trước mặt trương huyền lão sư vừa rồi viên đan dược kia đâu mạc hiểu bị thương vừa vặn cho hắn dùng. Ừm, chương 3534, uy lực của đan dược 2. Thấy hắn đi tới, trương huyền cong ngón tay búng một cái, đan dược lúc trước cho nữ hải kia liền bay tới. Ăn đi, tiện tay nhận lấy, trịnh dương đưa cho Mạc Hiểu. Ừm, Mạc Hiểu gật đầu, vừa định nuốt dược vật vào, chỉ thấy nữ hải đi tới trước mặt, vẻ mặt lo lắng. Sư huynh, thứ này ta xem, một chút khí tức đan dược cũng không có, có thể là thuốc giả, không thể ăn bậy. Nàng đặc biệt nhìn, thuốc này một chút khí tức dược vật cũng không có, sư huynh thật muốn ăn, ngộ nhỡ tẩu hỏa nhập ma thì làm sao bây giờ? Người yên tâm, dương tử sẽ không hại ta. Mạc hiểu cười cười, nuốt dược vật xuống. Cùng bằng hữu trước mắt là từ nhỏ đến lớn, mặc dù cấp độ hai người xê xích nhiều, nhưng tình cảm trong lòng không có thay đổi. Hắn tin tưởng, đối phương chắc chắn sẽ không hại mình. Tiểu mộng nói không sai, người sao có thể tùy tiện uống thuốc. Lục tầm hiển nhiên cũng không nghĩ tới, học sinh của mình tùy tiện ăn thuốc người khác cho, cau mày, đi tới trước mặt, bàn tay đáp lên bờ vai. Ta giúp người kiểm tra một chút, thuốc này, có phải có vấn đề hay không? Âm âm, chân khí lập tức dọc theo huyệt đạo, dũng mãnh lao tới trong cơ thể mạc hiểu, còn không có đi vào kinh mạch, đột nhiên thân thể chấn động, một cỗ sóng nhiệt to lớn từ trong cơ thể đối phương tuôn tới. Bành! lục tầm hơi đỏ mặt, bay ngược ra, trùng trùng điệp điệp ngã ở trên đài cao cách đó không xa, sống lưng đụng ra một cái lỗ to. Lực lượng thật mạnh, đồng tử co rút lại, giấy rụa đứng dậy, vội vàng nhìn sang học sinh, ngay sau đó thấy lỗ chân lông toàn thân đối phương không ngừng kích động sóng khí, toàn thân giống như sắp thiêu đốt, linh khí cuồng bạo hội tụ, ở trên đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Giang giác, không được ba cái hô hấp, tu vi trước đó giam cầm ở thông huyền cảnh đỉnh phong, trực tiếp đột phá, đạt đến tông sư cảnh. Bất quá, cũng không ngừng lại. Tông sư sơ kỳ, tông sư trung kỳ, tông sư đỉnh phong, trí tôn sơ kỳ, trí tôn trung kỳ. Rất mau tới trí tôn đỉnh phong, vẫn không dừng lại quá lâu, lần nữa đột phá, phá kính hóa phàm. Cuối cùng ngừng lại ở hóa phàm nhị trọng nguyên khí cảnh, nhất cử nhất động, nguyên khí khuấy động, cho người ta một loại cảm giác mọc cánh thành tiên. Cái này, cái này, hai mắt trợn tròn xoe, toàn thân lục tầm không ngừng run rẩy, biểu lộ quái lạ, khó có thể tin. Vừa rồi đan dược kia là đan dược cấp 6. Chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới cấp 6, cấp 7 trở lên mới có dược lực tinh thuần như thế, có thể để người ta thoáng cái đột phá mấy đại cấp mà không bị tổn thương mảy may. Cấp 6. Trước mắt nữ hài biến thành màu đen. Vừa rồi đối phương dùng viên đan dược này làm kim tệ đưa nàng, nàng cự tuyệt còn cho rằng đang gạt người. Nếu tiếp thu, hơn nữa nuốt, hiện tại đột phá đến hóa phàm cảnh hẳn là nàng. Dĩ nhiên không phải. Thấy lục tầm mở lời, trịnh dương lắc đầu. Lão sư ta làm sao lại có dược vật cấp 6? Không phải cấp 6, vậy làm sao khả năng để cho người ta trực tiếp đột phá mà không có di chứng mảy may? Mấu chốt nhất là khí tức sung mãn, không phù phiếm. Thấy hắn phủ nhận, lục tầm khó tin. Là thuốc ba phần độc, Đan dược cấp bậc cao có thể khiến người ta tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng có hại, nhưng viên đan dược này không có tình huống như vậy, chẳng lẽ còn không đạt tới cấp 6. Tuy đan dược cấp 6 là lợi hại, nhưng sau khi dùng cũng không cách nào để cho người ta khôi phục thương thế, hơn nữa tu vi đại tăng. Lão sư cho viên kia là cấp 8, vì lẽ đó, chân của Mạc Hiểu chẳng những tốt, tu vi càng trực tiếp đột phá. Trịnh Dương cười cười. Cấp 8. Xung quanh yên lặng từng người đều nói không ra lời. chương 3535, Trịnh Dương gặp bạn gái một. Đan dược cấp 8, là luyện đan sư cấp 8 mới có thể luyện chế ra, mỗi một viên đều giá trị liên thành, không nói cái khác, có đan dược như vậy, đưa cho quốc vương của thiên huyền vương quốc, bệ hạ khẳng định bảo tỏa cũng không muốn ngồi lâu, trực tiếp tặng người. Chân quý như thế, liền tặng cho người dùng. Cảm thụ được khí thức minh mông trên người, cùng đùi phải hoàn hảo không chút tổn hại, mặc hiểu tựa như trong mộng, khó tin. Dương tử, cái này quá chân quý, ta không chịu nổi. Còn tưởng rằng chỉ là đan dược chữa thương, nằm mơ cũng không dám nghĩ là dược phẩm cấp 8 AH. Sớm biết chân quý như vậy, đánh chết cũng không ăn. Đừng khách khí, một viên đan dược mà thôi, tình cảm hai ta còn đó, không tính là gì. Trịnh Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hảo hữu. Tuy thế giới quan của hai người khác biệt, không cách nào câu thông, nhưng tình nghĩa còn đó, vẫn như cũ là bằng hữu tốt nhất, ký ức năm đó cùng một chỗ luyện thương sẽ không quên. Mạc Hiểu, vị bằng hữu này của ngươi là. Cũng ý thức được Trịnh Dương đáng sợ, Lục Tầm vội vàng đi tới trước mặt, trong mắt mang theo kính sợ. Có thể thoáng cái lấy ra đan dược cấp 8, tiện tay tặng người. Thân phận cùng lai lịch không phải hắn một danh sư vừa mới tấn thăng nhị tinh có thể so sánh. Lão sư, hắn là thấy lão sư vậy mà không có nhận ra bản thân của mình mạc hiểu tràn đầy nghi ngờ vừa định giới thiệu liền nghe bên tai vang lên truyền âm thân phận của ta đừng nói nữa lúc trước cùng lục lão sư huyên náo cũng không quá vui vẻ mạc hiểu ngừng lại vị hảo huynh đệ này của hắn bởi vì sự tình lục tầm lão sư làm nhục trương sư từng liên hợp đám người triệu nhã đánh lục lão sư một trận quan hệ có chút khẩn trương hắn là một bằng hữu ta ngẫu nhiên nhận thức không nghĩ tới lại có đan dược chân quý như thế mạc hiểu hiểu được vội vàng nói ừm nhìn ra học sinh nghĩ một đằng nói một nẻo lục tầm cũng không hỏi nhiều mà nhìn đám người trương huyền một cái như có điều suy nghĩ gật đầu đan dược có thể tăng lên tu vi của ngươi chẳng qua còn cần cẩn thận củng cố mới có thể vận dụng tự nhiên ta sẽ không quấy dày ngươi sau này còn gặp lại thấy được hảo hữu cùng lục lão sư biết tiếp tục chờ đợi cũng mất ý nghĩa trịnh dương bàn giao một câu cùng đám người trương huyền xoay người rời đi lúc này mọi người làm sao không biết mấy vị này không đơn giản đặc biệt là nữ hài kia vội vã đuổi theo muốn lần nữa tìm kiếm cơ duyên bỏ qua nhưng mới đi mấy bước liền cảm thấy thấy hoa mắt bóng người biến mất như chưa hề xuất hiện qua lúc trước tất cả đều như một giấc mộng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng nghĩ không ra dung mạo của đối phương chớ nói chi là dáng người đặc thù qua wow! nàng kêu to một tiếng khóc ra thành tiếng cơ duyên như vậy, lại bị nàng bỏ qua, thật hận không thể đào tròng mắt ra. Hẳn là, trương sư cùng đám người trịnh dương A. Khác biệt đám người nữ hài, lục tầm truyền âm cho học sinh. Lão sư, mặc hiểu hơi đỏ mặt. Hảo huynh đệ của hắn không muốn tiết lộ thân phận bản thân lại không nguyện ý giấu lão sư. Ta sẽ không làm khó ngươi. Sở dĩ ta có thể nhìn ra là bởi vì trừ hắn, thực tế nghĩ không ra, còn có người nào sẽ đến nơi này, hơn nữa tiện tay cho ngươi một viên đan dược cấp 8. Lục tầm cười khổ, nói. Cố mà chân quý người bạn này, có thể nhận thức người như vậy, là của cải lớn nhất cả đời ngươi. Khảo hạch đến danh sư nhị tinh, tiếp xúc được một số bí mật, thế mới biết vị trương lão sư lúc trước cùng hắn tỉ thí, sau khi rời thiên huyền vương quốc, đến cùng đã trải qua nhân sinh rực rỡ như thế nào, làm ra bao nhiêu sự tình nghịch thiên. Trường 3536, Trịnh Dương gặp bạn gái khai hắn cái gọi là thiên tài, cùng đối phương tỉ thí. Vẫn là đừng so, so sẽ cảm thấy mình giống như con run trong vũng bùn, mà đối phương là thần long bay lượn cửu thiên. Nếu lão sư biết, hẳn nên biết, dương tử, hẳn không phải trí tôn, mà là cảnh giới cao hơn A. À. Thấy lão sư biết, mặc hiểu rõ ràng giấu diếm cũng vô dụng, lại không kiềm chế được tò mò trong lòng. Lúc trước, cho rằng người bạn thân này đã đột phá tông sư, về sau một thương đâm chúng con mắt đối phương, một chút thương thích cũng không có, ngược lại hắn bị thương nặng, cho rằng đối phương là trí tôn. Về sau dùng đan dược, tu vi của hắn đạt tới hóa phàm nhị trọng nguyên khí cảnh, vẫn như cũng nhìn không ra thực lực của đối phương, giờ mới hiểu được. Vị bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên kia, đã đạt đến tình trạng lão sư hắn cũng phải ngước nhìn. Cảnh giới của hắn, không phải chúng ta có tư cách biết, ngươi chỉ cần rõ ràng, vừa rồi huynh đệ này của ngươi thật muốn đánh trả, toàn bộ thiên huyền vương quốc sẽ biến mất lục tầm bất đắc dĩ nói thiên huyền vương quốc biến mất mạc hiểu không nói ra lời rời địa phương lục tầm giảng bài mọi người trở lại phòng học năm đó cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào vẫn có vẻ hơi nhỏ hẹp các ngươi đều đi gặp người thân đi đi vào gian phòng trương huyền khoát tay áo ừm mọi người gật đầu đám người vương dĩnh triệu nhã bay ra ngoài gia tộc vương dĩnh là tứ đại gia tộc của thiên huyền vương thành ca ca, cha. Đều còn, phụ thân triệu nhã là Bạch Ngọc Thành thành chủ, kiêu hùng chiếm cứ một phương, lần này trở về, tự nhiên phải đi thăm. Ngụy Như Yên, lộ sung thì sớm đã không còn người thân, không có lo lắng. Như Yên sư muội ngươi, có thể theo ta đi ra ngoài một chuyến hay không? Đám người thấy triệu nhã rời đi, trịnh dương trần chờ một chút nói. Làm cái gì? Ngụy Như Yên cau mày, Mặc dù nàng tu luyện không phải công pháp thuộc tính băng hàn, nhưng từ trước tới nay băng lãnh, đồng môn sư huynh đệ cũng rất ít tâm sự. Tuy cùng Trịnh Dương quan hệ quen thuộc, trên thực tế lại không nói qua bao nhiêu lời. Ta nghĩ, để ngươi giúp ta một việc, kia cũng là khúc mắc của ta. Dừng lại một chút, Trịnh Dương nói. Tốt, Ngụy Như Yên đáp ứng. Lão sư một mực dạy dỗ, đồng môn sư huynh đệ, nhất định phải cùng nhau trông coi, đã hắn có chuyện nhờ mình, Đồng ý cũng không sao. Ta muốn dẫn ngươi gặp một người. Gặp người? Ngụy Như Yên nghi ngờ. Tính cách nàng lãnh đạm, trừ lão sư, ai cũng không muốn gặp, đối phương cũng không phải không biết, lại còn có yêu cầu này. Ngươi không cần nói chuyện, chỉ cần đứng tại chỗ là được. Thấy bộ dáng của nàng, Trịnh Dương khó xử. Rốt cuộc là ai, nếu như thực lực mạnh, có thể trình báo lão sư. Thấy bộ dáng của hắn, Ngụy Như Yên nói, thực lực không mạnh trái lại còn rất yếu trịnh dương dừng lại một chút cắn răng một cái nói thật cho ngươi biết a à, trước khi ta bái sư từng thầm mến qua một nữ hài rất thành tâm kết quả lại gặp phải trào phúng cùng cự tuyệt lần này trở về muốn gặp lại một lần tuy không còn ưa thích nhưng cũng muốn cắt đứt ý nghĩ này để đạo tâm viên mãn vì lẽ đó muốn ta giả mạo bạn gái của ngươi đúng không ngụy như yên cười nhạo vị sư huynh này của nàng đã là chiến sư đường đường chủ, cường giả cổ thánh, không nghĩ tới trên tình cảm lại còn ngu ngơ như vậy. Đối phương cự tuyệt, liền muốn tìm đẹp hơn, giả mạo người yêu để đối phương hối hận. Ý nghĩ của tiểu hài tử, cực kỳ ngây thơ, đổi lại nàng không đồng ý, hạ độc chết là được, đơn giản bất việc, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Chương 3537, Trịnh Dương gặp bạn gái ba. Trịnh Dương vào đầu, tràn đầy xấu hổ ta đồng ý. Thấy bộ dáng của hắn, Ngụy Như Yên lắc đầu, trong mắt mang theo mong đợi. Cần ta hạ độc không? Bảo đảm lập tức liền chết, không có bất cứ dấu vết gì, còn có thể hỗ trợ hủy thi diệt tích, độc chết một nhà, cắt đứt khả năng trả thù. Không cần. Trịnh Dương run thoáng cái, đột nhiên cảm thấy, tìm vị sư muội này có vẻ như không quá ổn thỏa. Không cần khách khí, nếu như bây giờ không muốn hạ độc chết, còn có thể luyện chế cho ngươi một ít dược vật biến thành khôi lỗi, sau khi dùng, cam tâm tình nguyện trở thành đồ chơi của ngươi, sẽ không phản kháng. Khuôn mặt ngụy như yên không thay đổi. Khụ khụ, trịnh dương nghiêm mặt. Sư muội ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chuyện khác, nhìn ngươi cũng rất bận liền không phiền toái, cáo từ. Nói xong xoay người rời đi. Không hổ là độc điện điện chủ, không thể trêu vào. Còn chưa đi xa, sau lưng tiếng gió rít gào, một thân ảnh nhàn nhạt tiếp tục đi theo tới, quay đầu nhìn lại, ba hồn dọa rơi mất hai hồn. sư muội, trịnh dương phát khổ. tốt, không cần nói nhảm, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không phải sát nhân cuồng ma. coi như muốn gỡ yêu ta ít người, cũng phải là cổ thánh mới được, người bình thường còn không có hứng thú gì. ngụy như yên hừ một tiếng nói, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói cho vui mà thôi, mặc dù thân là độc biện điện chủ nhưng cũng không phải người làm sát kẻ vô tội, làm sao có thể tiện tay hạ độc chết người. Thật muốn làm như vậy, đoán chừng lão sư là cái thứ nhất quất chết nàng. Nhưng, trịnh dương phát khổ, tuy biết nàng khẳng định là đang nói đùa, nhưng một cường giả bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng độc như vậy, cũng không dám tùy tiện dùng a hát. Ngộ nhớ tức giận, hạ độc chết một mảnh, thì chết khó từ tội lỗi. Không có nhưng mà, dẫn đường, lại nói nhảm trước tiên độc câm ngươi, ngụy như yên vẫy tay một cái trịnh dương khóc chuyện này là sao sớm biết sẽ không nhiều lời với nàng lần này tốt lên thuyền giặc xuống cũng không nổi hai người rất nhanh bay ra phạm vi hồng thiên học viện thời gian không dài đi tới một chỗ ngừng lại xuất hiện ở trước mắt chính là một phủ đệ to lớn liên miên chập trùng không biết bao xa không đúng đứng ở trên không nhìn chung quanh một vòng trịnh dương lơ ngơ làm sao vậy Ngụy Như Yên đi tới trước mặt. Trước kia ta ở nơi này là một khu bình dân, làm sao biến thành phủ đệ lớn như vậy? Trịnh Dương kỳ quái rơi xuống. Điều kiện gia đình hắn cũng không tốt, nếu không có giáo dục chính quy, cũng không đến mức ngay cả lớp học của Vương Siêu cũng thi không đậu. Một năm rưỡi trước, nơi này chỉ là khu dân thường, lúc nào toát ra một phủ đệ lớn như vậy? Cái này còn không đơn giản, tìm người hỏi một chút không được sao? ngụy như yên khẽ hừ một tiếng rơi xuống mấy bước đi tới trước mặt một quán trà nhìn về phía chủ quán vị bằng hữu này ta muốn hỏi thoáng cái tòa phủ đệ này có phải vừa xây xong hay không chủ quán vốn không muốn chú ý nhưng nhìn thấy dung mạo của cô gái trước mắt lập tức lộ ra vui vẻ cô nương là vừa tới thiên huyền thành a tòa phủ đệ này một năm trước liền bắt đầu xây dựng không được một tháng liền xây dựng hoàn thành mời đều là công tượng đứng đầu nhất Người nhìn kiến trúc bố cục, nghe nói còn vận dụng Lâm Viên sư, quả thực còn khí phách hơn hoàng cung. Còn vận dụng Lâm Viên sư. Ngụy Như Yên cùng Trịnh Dương nhìn nhau. Chương 3538, Trịnh Dương gặp bạn gái 4. Người khác không biết Lâm Viên sư, nhưng hai người bọn họ biết, vô cùng thưa thớt, coi như đại gia tộc Trương gia, tìm tới một vị cũng không quá dễ dàng, nơi này toát ra một cái, xây dựng biệt thự. Đây là nhà ai ở? Trịnh Dương không kìm nén được, tò mò hỏi. Tô ra. Chủ quán nói. Tô. Trịnh Dương tràn đầy kỳ lạ. Thiên huyền Vương Thành, lúc nào xuất hiện Tô ra? Thiên huyền Vương Thành tứ đại gia tộc, Vương, Lưu, Bạch, Đỗ, mỗi một cái đều tên tuổi lẫy lừng, chưa từng nghe nói qua Tô ra a. À. Tô ra người cũng không biết, ra chủ Tô Mậu Thanh. Thấy vẻ mặt hắn nghi hoặc, chủ quán nhíu mày. Tô Mậu Thanh, thân thể Trịnh Dương thoáng một cái, giống như nghe được sự tình gì khó tin. Hắn, con gái là Tô Phi Phi. Đúng vậy, chủ quán gật đầu. Nếu không phải nữ nhi của hắn tìm con rể tốt, Tô Mậu Thanh hắn có thể ở tòa nhà như vậy sao? Không nói gạt ngươi, hai năm trước, hắn đến nơi này của ta, ngay cả trà cũng uống không nổi, nghèo đến không có mấy bộ y phục, hiện tại vung tiền như rác, nghe nói hôm qua ăn bữa cơm, tốn trọn vẹn hơn 10 kim tệ. Con rể, ngắt lời đối phương, Trịnh Dương siết chặt nắm đấm. "Đúng vậy, xem ra ngươi không rõ ràng, có điều hỏi ta liền hỏi đúng, ta ở đây làm ăn hơn 10 năm, sự tình bốn phía đều biết rõ ràng." Chủ quán giật ra máy hát, có loại xu thế không dừng được. "Là nữ nhi của hắn Tô Phi Phi, không biết làm sao biết công tử ca của đế quốc, đối phương có tiền, lại mạnh mẽ, cho nên mới có biệt thự này, nếu không ngươi cho rằng chỉ bằng vào hai cha con bọn họ có thể mua được địa phương lớn như vậy sao?" "Ta đã biết" Trịnh Dương lắc đầu, dường như có khúc mắc gì sắp thả ra. Tô Phi Phi này chính là nữ hài người ưa thích, thoạt nhìn, ánh mắt cũng không cao a. À. Ngụy Như Yên khẽ cười một tiếng, truyền âm tới: cái gì công tử ca đế quốc, xem như hoàng đế bệ hạ, so sánh với Trịnh Dương lại coi là cái gì? Vị Tô Phi Phi này, vậy mà coi trọng người như vậy, bỏ qua Châu Ngọc trước mắt, thật không biết nghĩ như thế nào. Ta, Trịnh Dương nói không ra lời lúc trước khi hắn chưa bái lão sư, vừa mới chịu đựng ngăn trở, thổ lộ bị cự tuyệt, lúc này mới dẫn đến thương pháp cương mãnh trở nên do dự không tiến, cuối cùng không đi vào môn đình của vương siêu lão sư được. Mau nhìn, bọn họ đi ra. Nhưng vào lúc này, phủ đệ trước mắt kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, kéo cánh tay một trung niên chậm rãi đi ra. Thiếu nữ không tính quá đẹp, tư sắc trung thượng, đừng nói đám người ngụy như yên, triệu nhã, ngay cả bọn người thẩm bích như cũng kém xa tít tắp, trung niên bên người thì toàn thân mập mạp, dung mạo xấu xí, dáng người thoạt nhìn so với viên đào còn muốn khoa trương. Cưới chồng như vậy, đổi lại người bình thường cũng sẽ cảm giác xấu hổ, mà nữ hài thì hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang, giống như kéo tay hoàng tử cao quý anh Tuấn, trên mặt tự hào cùng kiêu ngạo không nói ra được. Ngụy như yên cười nhạo, xấu như vậy, già như vậy, cũng có thể gọi công tử ca. Dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là công tử ca, đều là anh tuấn phóng khoáng, tiêu tiền như nước, không nghĩ tới đã béo lại xấu, mấu chốt còn già, cô bé này làm sao coi trọng đối phương. Chúng ta đi thôi." Trịnh Dương thở ra một hơi, quay đầu nói. "Đây là nữ hài thứ nhất hắn ưa thích, thầm mến không dưới 5 năm, lần này trở về, chỉ muốn gặp một lần, hóa giải chấp niệm trong lòng, đã nhìn thấy, hơn nữa rất hạnh phúc, xem như thỏa mãn, khúc mắt có thể mở ra." Đi. Cho hay còn không có nhìn, sao có thể đi? Ngụy Như Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng nâng lên. Chương 3539, chim cùng rừng một. Bất kể nói thế nào, Trịnh Dương là sư huynh của nàng, lúc trước cảm mến đối phương, nàng ta sinh hoạt đường đường chính chính cũng thôi đi, hiện tại lại tìm một tên trung niên bụng phệ, bất kể nói thế nào, đều làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Để nàng lại là độc biện điện chủ khó chịu, như thế nào để đối phương sống thoải mái? sư muội đừng làm loạn bọn họ chỉ là người bình thường không nghĩ tới ngụy như yên không muốn đi còn một làm một bộ mặt u ám trịnh dương trong lòng sinh ra linh cảm không lành không sao sẽ không chết người không tiếp tục để ý ngụy như yên ngồi ở trong quán trà một mặt nụ cười ngọt ngào ông chủ tới một bình trà nói xong làm như người không việc gì yên tĩnh ngồi xuống từ từ uống trà thấy sư muội không rời đi biết cưỡng ép không được trịnh dương đành phải đỡ lấy cái chán mặt bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh tường ca chúng ta thật muốn đi hoàng cung tô phi phi nhìn về phía bên cạnh trung niên bụng phệ để tên thẩm truy cho ta kiếm nhiều tử sĩ tới đến bây giờ đều không có làm được ta nhìn cái chức quốc phương này không muốn làm nữa trung niên gọi là tường ca hừ lạnh trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn dám vi phạm tường ca lời nói cái này thẩm truy lá gan quả thực đủ lớn không hào hảo dạy bảo, khả năng cho rằng bản thân thật là cái hoàng đế. Tô Phi Phi che miệng cười khẽ, ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Trong mắt người khác, quốc vương bệ hạ được tôn kính vô cùng, dưới cái nhìn của nàng, đã không tính là gì. Không tệ, chỉ là quốc vương của cái vương quốc nho nhỏ mà thôi, thật đúng là xem mình là một cái nhân vật lớn, ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không, cái tên này đã sớm chết. Tường ca cười lạnh, vừa định nói chuyện, đột nhiên ra mặt co lại đầu gối mềm nhũn, phù phù bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất tường ca giật nảy mình tô phi phi tràn đầy kinh hoàng trước mắt vị này thực lực nàng biết rất rõ ràng sau so thẩm truy bệ hạ đều cường đại hơn vượt xa trí tôn cảnh giờ phút này quỳ xuống muốn nói không có vấn đề tuyệt không có khả năng ai ám toán ta không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này tường ca vẻ mặt trở nên dữ tợn nhìn quanh một vòng cắn răng nói ngươi chúng thần quỷ khu tâm độc muốn sống cần phải có người cam tâm tình nguyện dâng hiến máu tươi tới thay máu cho ngươi nếu không trong thời gian một nén nhang thất khiếu chảy máu mà chết thần tiên khó cứu một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên theo thanh âm tường ca vội vàng ngẩng đầu ngay sau đó nhìn thấy một thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở trà trước sạp chén trà trong tay bốc hơi nóng ngươi là ai hai ta không oán không oán vì sao muốn gỡ yêu ta ta? Không nghĩ tới đối phương có thể cách hắn xa vẫn có thể hạ độc, để hắn không có năng lực phản kháng, hơn nữa trên thân khí tức cao thâm khó dò, một cái khó mà nhìn thấu, tường ca biết, khẳng định không cách nào đối kháng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hàm răng cắn chặt. Trên thế giới nào có nhiều như vậy thủ oán, chẳng qua là cảm thấy ngươi không vừa mắt mà thôi. Một tay khẽ lướt qua sợi tóc, ngụy Như Yên đập một ngụm trà đậm, thanh âm lãnh đạm thời gian của ngươi không nhiều, muốn sống, cũng nhanh chút, đừng trách ta không có nhắc nhở. Ta, chân khí ở trong người vận chuyển, va chạm mấy lần, phát hiện độc này vô pháp hóa giải, chỉ sợ thật giống như đối phương nói tới, cần phải có người đưa ra máu tươi, sắc mặt tái xanh, quay đầu nhìn về phía một bên tô phi phi. Phi phi, người tới. Ta, biết đối phương nghĩ cái gì, tô phi phi sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau ở trước sinh tử, tình yêu khó mà kháng trụ, huống chi loại này. Thế nào, người muốn làm trái với mệnh lệnh của ta? chương 3540, chim cùng rừng thai. Thấy nàng rời đi, tường ca ánh mắt híp lại. Ta, tô phi phi run rẩy Nhà đầu nông thôn mà thôi, chẳng lẽ thật cho rằng, bản thân rất cao quý. Cho người vinh hoa phú quý, liền phải bỏ ra một vài thứ. Nhanh lên một chút tới, đưa ra máu tươi của ngươi, nếu như ta có thể khôi phục, còn có thể giống trước kia cưng chiều ngươi, nếu không, ta sẽ hiện tại liền gợi yêu ta ngươi. Lông mày dương lên, tường ca trong mắt đằng đằng sát khí. Cái gì tô phi phi, cái gì tô mậu thanh, đối với hắn mà nói, bất quá là công cụ có thể tùy ý sử dụng thôi. Đừng! Biết đưa ra máu tươi, có thể sẽ trực tiếp tử vong, tô phi phi lần nữa lui về phía sau, vừa lui lại mấy bước, liền cảm thấy một cỗ lực lượng cuốn tới, tường ca khí thức đã đem nàng bao phủ, còn dám lui về phía sau, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh chết. Ánh mắt lập tức ảm đạm xuống, Tô Phi Phi tràn đầy đau buồn. Một năm trước, từng có người thành tâm thích nàng, hướng nàng thổ lộ, chỉ vì đối phương nghèo khổ, bị tại chỗ cự tuyệt. Ai biết vị này, bái cái lão xưa tốt, một đường bước mây xanh, liền thẩm truy bệ hạ, đều phong làm khách quý. Vốn cho rằng, cơ hội như vậy mất đi, kết quả một năm trước gặp vị tường ca này đối phương đối với nàng rất tốt, vì nàng xây dựng phủ đệ lớn như vậy, vốn cho rằng là thật tâm ưa thích, giờ phút này mới hiểu được. Nàng chỉ là đồ chơi thôi. Thế nào? Không để ý tới hai người cãi lột, ngụy Như Yên trên mặt vui vẻ, nhìn về phía sư huynh. Ở trước sinh tử, mới khảo nghiệm được hai người có hay không có tình cảm chân thành, rất hiển nhiên. Hai người kia, đều là lợi dụng lẫn nhau thôi. Nàng, lựa chọn như thế nào, là chính sự tình của nàng, ta đã không can thiệp được nữa. Trịnh Dương chỉ cảm thấy trái tim như là bị đau quấy. Cô gái này, lúc hắn còn ngây thơ, vẫn rất ưa thích, trước kia nguyện vọng lớn nhất chính là cùng nhau một chỗ, nằm mơ cũng đều không có nghĩ đến, lần nữa gặp mặt, sẽ là kết quả này. Ta cho ngươi một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi không phải muốn cho nàng hối hận sao, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Ngụy Như Yên là người thích xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Không cần, trong lòng ta đã triệt để bỏ xuống trịnh dương lắc đầu làm cho đối phương hối hận lại như thế nào hai người đã cách xa nhau mấy cái thế giới lại không có khả năng cùng một chỗ huống chi đối phương ngại nghèo yêu giàu coi như cùng một chỗ cũng là ưa thích hắn thân phận bây giờ cùng bản thân hắn không có bất cứ quan hệ nào thà rằng cứ để như vậy cần gì lại làm chuyện vô ích người bỏ xuống rồi cũng vô dụng thôi không cứu người nàng có thể sẽ chết thật a hát mí mắt vừa nhấc, Ngụy Như Yên tiếp tục uống trà, chẳng muốn nói nhảm. Trịnh Dương vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy vị tường ca kia con mắt đã ửng hồng, bàn tay lăng không một chảo, liền đem Tô Phi Phi kéo tới trước mặt, chập ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, nữ hải trắng tinh trên cổ tay, nhiệt huyết cuồn cuộn mà ra. Thay đổi máu tươi, cùng thay đổi huyết mạch là hai việc khác nhau, chỉ cần dùng máu của người khác, thay thế huyết dịch trúng độc của mình, một hít hy sư cấp bậc nhị tinh liền có thể hoàn thành, không tính phức tạp, vị tường ca này thực lực mạnh mẽ, tuy là thân thể chúng kịch độc, nhưng tu vi cũng không bị áp chế, chỉ cần cẩn thận làm mà nói, bản thân cũng có thể hoàn thành. Dừng tay. Thấy đối phương thát muốn thay máu, nữ hài hẳn phải chết không nghi ngờ, Trịnh Dương cũng nhịn không được nữa, đứng dậy. Tường ca quay đầu, gương mặt dữ tợn. Trịnh Dương, ngươi, ngươi trở về. Nghe được thanh âm, nữ hài thân thể run lên, vội vàng nhìn về phía thân ảnh đang đi tới nước mắt tràn mi mà ra. Thanh âm quá quen thuộc, chính là vị lúc trước hướng nàng thổ lộ, mà bị cự tuyệt thiếu niên quật cường. Giờ phút này, chính là từng bước một đi tới, thân ảnh dưới ánh mặt trời, lộ ra vô cùng đồ sộ. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 143